Ok, chào anh em nhá. Đến hẹn lại lên chúng ta lại gặp nhau đây. Đây có ai em ở đây gặp nhau chào nhau cái này. Buổi sáng giờ cũng díu dít được một số xe, cũng mua được một số xe đang dắt lung tung ở đây. Đây chị vừa đây vừa mua một chiếc xe của sếp. À vâng. Chú vừa bán lại hả chú? Vâng vâng. Đúng là giờ bắt đầu giờ quan tuần giờ like rồi. Thế là sếp có xem video của cháu không? Chú cho cháu xin cho cái biết chứ. Chú giới thiệu chú tên gì nhỉ? Chú chào anh em như này đi. Trước lấy đây mà. À vâng, ok không sao. Lấy chú lấy đây à? Đây này. Nào. Chú Lào hay Đào? Nào. Lào rồi. Chú Lào đâu qua đấy? Ở bên Văn Giang. Văn Giang. Chú chào các hiện tại các sếp trên này, hiện tại có phải vài chục cả anh em nhá. Vài chục nghìn anh em xem. Rồi. Thế là chắc là trong năm chú lấy một chiếc xe. Lấy cái xe gì? Lấy cái bỏ 39 triệu nhưng vừa dắt ra xem nữa bảo có người cọc rồi. À đấy, nhiều lúc cái người thực tế cái người... xe này nó cũ đấy. Nó không vâng. Nó vừa tầm tiền 39 triệu vâng. Đẹp quá mà. Đấy. Chú mới mua nửa tháng nhá, bây giờ ra đổi lại xe. À chú mới mua nửa tháng nên đổi xe gym nhỉ. Vâng. Thế chú đã chọn được cái xe gym rồi chưa? Tôi lấy tạm cái vỡ cái rè đang mà thay. À con vỡ rè con lấy máy ngon chứ không? Con lấy máy không? Máy tốt. Mà. Vâng. Có thể cháu trên line mà. Thế chung là tuổi chú là cũng muốn mua con xe đi cho nó có cái gì đấy nó chiêm nghiệm cuộc sống. Thế nó mới quá không thích. Đôi khi nó có cái gì đấy nó cái hình ảnh quê hương. Vâng, trước mắt em cảm ơn chú nhá. Chú là một trong khách hàng Văn Giang Yên vừa rồi là đào quất thì chắc cũng kiếm được. Con xe cũng kiếm được khối. Có cái xe gym lùn của quê không quay nữa để mang sang. À, có xe gym nhỉ? Chú nhà cũng có xe gym lùn nhỉ? Vâng, thế lúc nào chú mang đây? Cháu mua cho. À. Có xe này chú Vision chú để cháu là bao nhiêu tiền đấy? 27 triệu. Vâng. Đời của nó là đời 20. 19. Đời 19. Vâng, vẫn đi ít cây. Xe này hôm trước. Ở đây đây là Anna nhé, Anna trực tiếp hay ký giấy viết giấy cho anh em đấy. Đó, toàn bộ là tất cả nhà anh em mua xe trên cả nước là có chữ Nguyễn Anna đấy. Xin chào cả nhà nhá. Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhá. Cái chiếc xe Vision này là chú mới mua được có đúng tròn 15 ngày. Hôm nay lại vì niềm đam mê gym lại ra đổi lấy gym. Hôm nay là Dung đi vắng nên Anna là trực tiếp lên để giao lưu với các anh em trên này. Vâng. Ok, chiếc xe Vision này thì hôm trước đã được chú chọn lựa rất là kỹ càng nhá, nhưng mà vẫn thì là thích gym nên là vẫn quay ra đổi gym. Chào Bắc Bùng Bia nhá, chào Xuân Hưng nhá, chào Hải Khoang nhá. Chiếc cảm ơn Hải Khang nhá, Hoài Khoang Khang. Nhá. Cảm ơn 234 anh em vẫn đang xem. Phương Trần. Phương Tuấn, Phương Tuấn. Bản này đấy chào Nguyễn Hưng nhá. Rất hiếm. Chi Đức. Đấy, ok, đấy con này 27 triệu. Xe này năm ngoái nếu mà trong Tết thì nó là ngoài 30 nhưng bây giờ thì ra Tết thì ăn Tết xong thì bao giờ nó đào quất nó cũng nó xuống giá rồi. Nói chung là tầm đào quất bây giờ thì xác định đây anh em nhìn quất chặt cây, chặt lẫn cốc rồi. Quất giờ đấy, còn gốc thôi. Cách đây có mấy ngày này em vẫn tỏa sáng nhưng mà bây giờ có nghĩa là còn mỗi gốc đây còn mỗi gốc rồi còn tầm này để nó hơi vướng đây nó héo rồi thôi chịu cũng như xe thôi tầm này nó dịu giá cả trong năm thì con này nó là 9.000 cây nó là ngoài 30 bây giờ nó là 27 triệu thôi ạ 27 triệu quá nhá hai chìa khóa còn 27 triệu rồi con này để cộng với em 1,5 triệu nhá anh em nhá 28.500 nhá mới đi có 9.000 cây thôi nhá. Đấy các bạn hợp lý mà xe này chất. Đấy, biển Hà Nội. Nó là đen sần nhá, biển Hà Nội 29L174347. Trong năm thì nó hot lắm, thì bây giờ đào quất nó nguội rồi. Đào nó phai rồi, quất thì chặt hết gốc rồi. Chặt hết cành, con đấy còn chờ đúng gốc. Đấy. Thì em đây mở khóa đây. Con này cũng rất chất chứ không có lỗi làm gì đâu. Nói chung là rất chất. Chú em có một... tuổi rồi, hôm chú đấy. Chọn lựa kỹ càng lắm mới chọn được con này đấy. Chú vẫn cứ không thích Vision mà chú cứ phải đi con người già cứ hoài cổ nhiều lúc là cứ chiêm nghiệm muốn đi có cái đấy ngon rồi nhưng mà vẫn cứ thích phải là Vision ngon mà không thèm đi nhá mua con gym Việt Nam cho đi cho nó có một cái gì đấy nó con này luôn. Thì sơn si đẹp nhá xấu mỗi cái tay sách này hơi xước tí sơn này đây là vừa về một chiếc xe Exciter 50cc nhá dành cho các cháu học sinh viên con này mua cũng hợp lý mua có 6 triệu đấy xin xẻo anh em đi nó cũng rất là rẻ đấy em nó đăng ký 2020 quá rẻ cho một cuộc tình ông có thể quay cho con một vòng con xe Exciter cái xe 50 chứ mình biển số 14AZ03644 50cc cho học sinh sinh viên Quang Tuấn
Trần Văn Tư, Nghĩa Ngọc Phạm. Ai mà tầm vừa vừa tiền này mua cho học sinh Phương sinh viên đi học hợp lý nhá. Chào Phùng Quốc Tuyền nhá. Anh ơi mua 6 triệu rồi cộng bao nhiêu đấy? À con này 6 triệu rồi cộng anh em mua cho bố mẹ mua cho học sinh sinh viên con trai là hợp lý đi học đi hành. 50 không bắt bằng lái đâu. Đấy nhưng vẫn có một chút thì bạn nào bán cá tính cộng anh em 1 triệu 2. Đấy đi ngon lắm. Nói chung là 6 triệu cộng 1 triệu 2 thôi nhá. Rất là hợp thì hợp lý. Đấy. Đấy một chiếc xe Jeep đang tiến vào hôn trường. Anh em có bán con này không đấy? Hay là mua? Không anh. Anh em đâu qua đây, đang xếp. Các bạn bắt tay ông em cái này. Ok, đấy nhá, anh cảm ơn nhá. Bắt tay đại ca cái, đại ca ở đâu qua đấy? Dưới đây à? Đây hiện tại đang có 544 anh em đang xem. Giờ quan tuần anh có thể chào các sếp ở ba cái con mắt này cái. Vâng, chào các anh nhá. Rồi, anh tên gì nhỉ? Em là Thông. Anh Thông à? Vâng, anh Thông ở Sơn Tây. Anh Thông với chắc là con trai đúng không? Vâng. Nên đến em lấy xe gì ạ? Em ngóm xem có xe gì thì phù hợp với mình. À, phù hợp lấy ạ. Nhà chị nhiều dòng xe nhá. Nếu mà em xem ở đây toàn đây bố trí trong là vâng. Xe khác thì khu vực nhà bên 62 64. Tiếp anh Thông đấy. Anh có cái xe Jeep nó đẹp. Ôi giời. À Jeep thì em mời anh vào trong nhà đây. Nên là phải trên like thì nó sẽ hot hơn. Ôi nói vui nó có trong nhà. Nếu trên like có những con xe em trên like thì anh nhìn cọc phát là xong. Đây là của anh luôn. Đấy. Ok, đây. Toàn ơi, dẫn anh ấy vào nhà. Toàn ơi, đưa anh vào trong đây, nhà. Nhân viên của em lúc nào ơi, đeo thẻ trước ngực nha, rất là nghiêm chỉnh, đấy, để phục vụ các lãnh đạo. Cảm ơn 630 anh em đang xem nhá. Đây, chốt lại con này là 6 triệu cộng 1 triệu 2 nhá. Máy ngon đâu, em ông có thể quay gần cho con xe máy mắc con này. Mà ông quay cái mặt cho con đây để cái đầu bò này. Cao, nên đi con này. Nói chung, mua 6 đồng thôi, nhưng không vỡ vụng gì, máy ngon, đề đóm ngon lành. Đấy. Con này được cái máy đề tất nhá, phải cho nó. Đèn đóm còi kêu hai bánh quay đều nhá. Đấy, rất là gọi là đấy, đèn sáng còi kêu. Đây. Đấy, còi kêu nhá. Đấy, máy ngon thì thầm mùa xuân vớt đấy. Đấy. Nói chung là được. Con này được cái máy đề tất phải không? 6 đồng thì thôi có giấy tờ đăng ký đàng hoàng thì đi công an không bắt. Đấy, rất là hợp pháp. Đấy. Đầy đủ giấy tờ nhá. Chào Trần Thắng nhá. Ngọc Nguyễn Đức, tôi hỏi con Vision cho cháu mà hỏi mấy ngày không chụp biển số. Ok anh học Nguyễn Đức ơi, anh cứ vào website xemayhoangkien.com là có anh nhá. Trên đấy là anh vào thẳng website xemayhoangkien.com. Anh ơi hoặc là anh điện thoại luôn trực tiếp cho cái số đăng này. Không anh sắp rồi hết đột biến rồi. Không anh ơi, nói chung là mình bây giờ không kiểm soát được thị trường xe máy nữa rồi. Không kiểm soát được thị trường xe Dream nữa rồi. Bây giờ quá nhiều nhà đầu tư rồi, quá nhiều anh em chơi. À Thành Tâm, anh Thành Tâm à, Sunlight Hoàng Kiên kiếm con xe Win. Có con xe Jim Thái, con xe Win của một đại gia ở Hải Dương hôm qua có gửi cho em nhá, nhưng đang đòi cao lắm. Xếp xếp đòi 210 triệu hai chiếc thì đang khiếp quá. Ai đây sáng nay ở điện anh cứ gửi ảnh lại cho em tầm 6-70 triệu thôi, chứ nhiều lúc các xếp đòi toàn trên trăm, kinh lắm các xếp. Thế này giá cả đây này các xếp cũng đòi hơi bị cao, hồi vống khớp gớm quá. Các sếp đang vống hôm nào hạ nhiệt xuống thì gặp. Nói chung là mình chỉ mua giá hợp lý thôi, nói thật ra mình đã mua giá thì nó cũng không bị ấy đâu. Nói chung là ảo quá mình chả mua. Thế cũng bỏ rất là nhiều xe chứ không phải lúc con nào mình mua được. Chiếc này là Leaf Denson 2020 biển 19 đây. Đây có một con xe Leaf Denson 2020. Đây rồi, bản Black. Đấy, xe chạy 2.300 cây. 2 vạn em ơi. 2 vạn 3. Ừ. Em bỏ cái chỗ đấy ra để anh lấy xe. Ừ, anh để chỗ này anh giới thiệu xe. Ông quay cho con cái mặt này. Biển hàng biển mới về nhá. 3 con 6. Anh em hàng 3, hàng đây toàn hàng mới về đấy. Nó là bánh mì nóng giòn luôn đấy. Giá sốt thực sự sốt xịt luôn. Xe vẫn dán ni lông tím cả xe này. Con này vỡ mất một cái. Thái Các Sơn có, Thái Các Sơn ơi, Jim Thái có nhá. À Tính Ngô Văn. Ok đúng rồi, tên anh Tính Ngô Văn ơi. Hoàng Phạm Lương, cảm ơn Phạm Lương nhá. Bản đen sần black. Đấy, con này Na nhớ mua bao nhiêu không? Anh kiểm tra giá em không nhớ là bao nhiêu. Ok đây rồi. Đấy, bản black nhá. Cái này toàn bộ là dán ni lông nhá. Xước ngoài ni lông, không xước vào sơn đâu. Hôm nay Hoàng Dung đi giải quyết xe nhá. Hôm nay Hoàng Dung không có nhà. Con này là biển 19 đây. 19H125, 3 con 6. Không có. Biển Tam Hoa. Toàn ơi, em có thể nắm được con xe này vừa mua không? Anh không nắm được giá luôn. À.
xe vừa nhập em báo ngay, báo kế toán lên xe này vừa nhập về bao tiền. Tao kiểm tra kế toán báo luôn chị ạ. Bởi vì một ngày mình đội ngũ đi săn hiện tại đang trên đường, khoảng 3 anh em vẫn đang đi trên đường, đang kịp kìm đến nhà anh em khách hàng để mua xe nhé. Chỗ là cái này nó vỡ đâu. Cái mảnh này đây. Oppo này có 90.000 thôi. Không đáng gì cái Oppo này. Thay mới luôn. Thay mới luôn, hãng Honda đồ nó rẻ không. Đây biển tăm hoa ác phết nhỉ. 25 3 con 6. Hơn 2 vạn rồi. Đấy. Bản đen sần. Em đó. 28.600. Một chiếc xe lít 2020 giá nhập vào 28.600 nhá. Bản đen sần black. Mình phải đến nhà trực tiếp mua xe này, mua chính chủ đấy nhá. Những xe này không chính chủ mình không làm việc. Vì ngộ nhỡ anh em nó vừa thổi ở trên Phú Thọ nó xuống đây phát nó mình bán cho mình thì mình vỡ mồm vỡ mõm ngay. Thế thì xác định là những con xe mình bán ra hầu như rất là tự tin về tính pháp lý. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì mình có thể bỏ tiền ra mình đền hết, không có vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mình kinh nghiệm rồi, trước mình dính nhiều rồi nên bây giờ không bao giờ dính được. Nói chung là mình bán xe nó nhiều này mà không được phép lỗi, lỗi là chết. Đấy. Được một chút thôi cũng được. 28.600 đúng không? 28.600 rồi anh ạ. 28.600 một chiếc lít 2020. Đấy. Em nó đến từ Phú Thọ. Anh em đến nhà mua nhá, cộng với em 2 triệu nhá. Xe dán ni lông nhá, bây giờ bóc ra một tí là mới. Dán ni lông cả xe nhá. Đây là cái nó dán ni lông nhá. Bóc ra mới. Cộng 2 triệu. Cộng 2 triệu chưa bao dọn nhá. Có tỉa cái tay sách mất 70.000 thì tỉa không có để nguyên. Đấy bỏ cái Mika ra mất 15.000. Không cần thiết anh ạ, chỉ chấm chấm một chút. Ừ, bỏ Mika ra mà mất 15.000. Cảm ơn 856 anh em đang xem nhá. Đây tiếp theo chiếc này màu Vision Khánh Vi. Khánh Vi hỏi màu Vision gì? Bố của Min ơi, mình trả lời rồi nhá. Exciter. Đây có một con xe. Chiếc này RSX. RSX 2011. Tối qua mua hợp lý, mua con này có 6 đồng rưỡi thôi. Biển 29B117898. Mua 6 triệu rưỡi nha, hàng nói chung là nó hơi lầm giòn tí. Cái này thì vừa phải phải thôi nhá, chứ không phải đẹp em đâu. Em dồn xe đi khách mà. Cái xe này về phải làm. Đây này, có chảy xước. Nhưng mà mặt rất là đẹp nhá. Em ơi, quay cái mặt này, nhìn đẹp. Đời này nói chung là yếu đi gọi yên thì rách một tí thôi. Hay không quan trọng. Con này mua 6 triệu rưỡi cho anh em nhé. Dành cho anh em đi làm, đi ăn, đi xây, đi gọi là công trường, công trình, mua cho quân quyền đi. Đấy, máy được cái máy ngon. Đấy, máy căng phết đấy này. Con này được cái máy chất mà. 6 triệu rưỡi, tối qua là đổi xe nhé, mình đổi xe máy zin nhá. Thôi thôi, ông ơi, ông tập trung, đi việc không, ông cố gắng một cái. Đây đây, ông ơi, ông quay một cục máy này. Ông đừng có phân tán việc khác, kệ. Nó vướng đâu thì mình xử lý đấy. Đây. Toàn bộ vành bánh tâm nan nhá, 6 triệu rưỡi anh em nhá, cộng anh em thôi tình thương mến thương, cộng anh em 1 triệu 3 nhá. Xe này về tỉa sơn bọc yên là đẹp chưa nhá. Có bao dọn nhá, nó xếp nhiều lúc rồi dọn dẹp các thứ thì tốn tiền, không đơn giản thế nào đâu. 6 triệu cộng 1 triệu 3 à. Có anh 7 triệu 3 gì đấy. Đấy, ông có thể quay bên này cho con. Ông ơi, quay một vòng đi ông. Ngày nay anh em Tết nhất nơi anh em bánh trưng giò nhiều nên xe cộ này cũng thích vì cái xe cũ thôi chứ còn chẳng cần mua mới. Được con này biển Hà Nội nhá. Cảm ơn 818 anh em đang xem. 481 có cái con này. Đây của mình bán trong năm thì không thấy cả. Đầu Nguyễn, mình có con xe lít mua 21 mua bao nhiêu? Tiền. Anh Đầu Nguyễn ơi, con đấy nếu biển Hà Nội thì em mới mua vẫn mua tầm khoảng 35 36 triệu nhá. Còn biển ngoại tỉnh thì đấy anh tự hiểu đi, nó tầm khoảng 30 31 triệu. Đấy. Cho Tây Thê đang thấp. Ok. Chưa rõ được cái giá like. Xong chưa? Đây tiếp theo là con xe này. Đâu, na đâu? Sao lại lủng củng ấy? Em đang mic, em đừng có bàn gì. Đang có mic trong này thì đang like được không? Em không nói. Ông ơi, ông có thể quay con này được không? Đây, Win. Ông cứ tập trung ông quay, ông đừng có gì cả. Đây ông Hưng lại đến bán một con xe Uy Thái này. Ôi giời ơi, ông Hưng này ong mẹ vỡ tổ rồi. Này ông vỡ mẹ tổ rồi, ông Hưng qua ông nhồi thôi hai con. Hay cũng bốc này, hỏi lại, sao lại nhồi tiếp này. Bày hết. Bày hết à? Không nói đùa đi, con này để chơi ra thăm anh. À để chơi ra thăm anh à. Ở đây ông này vỡ tổ rồi. Chiếc này Winner X. Con này anh xem hai. Nguyễn Xuân Quý ơi, con AB vừa mua về xong nhá. Có con AB vừa mua đấy, hiện tại Việt đang chuẩn bị về nhá. Một con màu đen sần 2019 vừa mua 32 triệu chạy 3.000 cây.
Chiếc này là ABS màu bạc sần. Con này bạc bạc bóng hay bạc bóng? Rồi, biển 20B2 52252. 20B2 đây, chờ chờ đây. 52252. Đây biển 20 đây. Chờ mới đang vẫn phải đẩy chưa có này, giá toàn giá mới vào này, chết rồi. Em ơi, em vào bảo đi. Đây anh. 32870 Metro đi 4. Này rẻ nhỉ, con này mua có 28.800. 28.800 mua con này, 28.800 nhé, đời 2022 luôn, 3.000 cây, màu bạc. Cậu cho em 2 triệu nhé. Xanh bạc. Ông để quay vào cho con. Biển 52 này, 52 chùa Hà, 52 ác quá. Đấy, em nó đến từ Thái Nguyên. Xe biển này số mấy nữa? Nhà mình luôn này. Biển V 52, luôn. 52. Con này mấy nữa anh em có mua về, mấy nữa đưa lên Thái Nguyên được. Đi thoải mái đi 5-10 năm nữa thì đưa Thái Nguyên nữa phải sang tên người chú. 2022 có gì đâu mà phải xem, phải hỏi. Đi thời gian hỏng thì cho mẹ thẳng lên Thái Nguyên, đỡ phải mất tiền chi phí xe cộ các thứ. Đúng em đến đấy. Chủ xe này vừa mới đăng ký xong nhá. Đăng ký xong cũng bán. Kiều Trần em có con OEA. OEA đời 16 bán được bao nhiêu tiền biển 90? Kiều Trần ơi, gửi ảnh cho mình nhá. Gửi ảnh cho mình nhá. Phải gửi ảnh Zalo nhá. Nói chung là bao nhiêu tiền thì dòng đấy thì nó lại phải liên quan đến chất lượng xe cơ chứ mình không. Nhưng mà tầm đấy nếu mà xe đẹp thì vẫn được 15 16 triệu nhá. Nếu xe đẹp. Châu Nguyễn Minh Châu, Châu Minh Châu, Ngô Minh. Ok, SH rất nhiều đấy Minh Châu ơi, rất nhiều SH đang này. Đây anh mời lại đến hiếu một con xe Uy Thái này từ ngày đấy giờ anh em cảnh nứt vỡ. Đây ông quay đây, cảnh nứt vỡ đấy. Anh ơi, tiếp theo một chiếc này 2022 luôn đi cho gọn để em nó dắt đi nhé. 2020 thì tỉnh nó gọi cứ 30 cũng đã 20 triệu. Thế thôi, cầm đấy, cứ giả đi, giả đi cho gì anh like. Đấy, tiếp theo giới thiệu con xe đây, con Sirius này. Chiếc Sirius 2022, biển 69N1. Anh em nó tận Cà Mau nhá, cũng ra ngoài này làm cái gì đấy anh em. Anh em nó 6996 nhá, Cà Mau này. Trời ơi, ông tít Cà Mau ra ngoài này. Mang cái Hoàng Kiên làm gì con xe này, chết mệt. Con này mới quá này, vừa ra xong này. Anh em nó là nghe nói Cà Mau xa lắm, đây nó đã xuất hiện đây này. Này. Ôi giời, ác nhá, ôi giời, mẹ chồng, tèm mạc ác đấy. Mấy ông hãng Yamaha này sản xuất thì không được, được cái xe này không là do mình nhỉ. Mình là người tư vấn nhá. Mình là người tư Mình là người tư vấn. Bạc nhá. Anh ơi con này mua 10 mấy? 13 triệu. Ôi em 6996 này mà rẻ thế nhỉ? Đi được có anh lúc giờ xe 1000 km. Em nó có mỗi 1 tuổi ấy nhá, mới lớn nên nó có 1 tuổi, đúng 2022 này. 1000 km. Mua bao nhiêu? Mua 13 triệu. 13 triệu cộng với nhau 1.8 triệu nhá. Xe này mới 24 triệu nhá. Mới là 24 triệu. Các đại ca chắc đi từ Cà Mau ra đây chắc là rồi du xuân ra ngoài Hà Nội, ngoài Bắc là ăn Tết xong rồi chắc là cũng nhọc rồi, chán rồi giờ đây chắc là máy bay đi cả. Đi nó bền nhỉ? Bền mà máy chất. Những con xe này nói vui thôi, những cái xe này là những anh Tây. Thực tế là những anh Tây ở trong Cà Mau ấy đi ra ngoài này là có thể đi du lịch ấy, ra ngoài này là đến khi bay bán xe tại Hà Nội rồi và bay thẳng về nước luôn. Đây. Ăn xong chơi xe. Chơi xong cái Tết của Việt Nam là ấy luôn. Du lịch một vòng rồi bán luôn ra Hà Nội. Ô, là bán. Em có thể quay đầu vòi nhớ phải quay đầu vòi. Ông quay này quay chưa? Một vòng rồi. Không quay, ông quay đầu vòi chưa? Chưa. Ông quay chưa, lại. Chưa quay chưa. Ngoài lại đi. Đây, ông quay lại quay. Đâu quay lại đây. Rồi. Tuần thứ đây, tuần thứ bao nhiêu 2022 mới này. Mua xe mới là cái gì? Đằng nào cũng lãnh thổ Việt Nam mới lo gì, sợ gì công an bắt. Nhiều ông có đi công an bắt. Triệu, bắt cái gì? Đây là tuần thứ 29 này 2022 này. Đây. Anh em tiếp Cà Mau ra ngoài này. Mấy em Cà Mau nào là mẹ con hay nhỉ? Tôi gửi mẹ vào trong đấy. Mấy em anh Cà Mau nào ở Cà Mau thì liên hệ để mình gửi vào nhá. Đặc biệt là Thọ Cà Mau thì con này, nếu mà con này biển 29 thì bây giờ nó 18-19 triệu nhá. Nhưng mà mỗi ông Cà Mau thì ông ấy bị xa quá về địa lý. Thế bây giờ xe thì giờ xe ca nhông nó chở thoải mái mà.
Có anh nào ở Cà Mau liên hệ em gửi vào xong hết 800 tiền xe nha. Thôi. Đâu đâu. Ông em bây giờ con này chính chủ đến em à? Dạ vâng. Ừ. Thế thì sao sao lại bán à? Sao sao bán đấy? Em đang đi bán để còn đổi xe quay em đi làm mà có phải đổi xe con chơi thì em ừ mình đổi xe quay. Vâng. À, con xem video anh. Từ cho thế. Cho anh xem xe đi. Ừ đây con xem video anh ơi. Có hay xem video anh không? Có hay xem không? Em xem suốt. Em xem suốt à? Ở đây đây. Hiện tại đang ngoảnh tay chào các sếp trên này thì hiện tại đang có ừ, anh sẽ chào anh nhá. Ờ đây anh cảm ơn rồi. Vâng. Chào anh em đây rồi anh em. Ừ. Em Hòa Bình đấy. Anh em tên gì đấy? Dạ em Hưởng ạ. Bỏ mẹ mũ. Để giao lưu các sếp trên này tí. Vâng. Hưởng. Nghe anh nhớ lâu rồi thì em cũng xuống mà. Ờ ông vâng. Đi anh vì em đi làm thì. Ờ tên gì đấy? Bắt tay ông em nghe. Ừ. Dạ. Ờ cũng Hòa Bình nhỉ? Vâng. Không ạ, em ở Hà Nội. Anh Hà Nội BB Cầu Giấy. Cầu Giấy. Ừ. Ok, dạ. Nha, em hôm nay em xem video đến bán một con xe XI đúng không? Vâng. Chính chủ ấy. Vâng, chính chủ luôn. Ừ, nghe vẻ hai em đấy toàn nó con này là con mới mà chưa đi mấy thì ừ chưa thống nhất cái gì. Ừ. Sao anh em nhìn dân chơi các thứ tay tán thứ lắm thế, trông cứ như là kiểu hàng gọi là hàng mà xanh Nam Điền ấy. Xanh đỏ à? Trông tay tán đấy bây giờ rồi. hàng này là ngũ long quần thụ kiểu gã đầu bạc kiểu hàng này tay tán kinh độ ác thế rồi này chớp bây giờ kiểu lách xu ít đâu bây giờ chớp cảnh thế nhét chạy ok hiện tại đang có 600 anh em vẫn đang xem ừ giờ anh em ra bao nhiêu thôi nói chung là mình thiện chí xe này xe mới thì nói chung là vậy là thôi thì tiện gọi là như cái đỡ phải đừng mua đăng ký đâu. Ừ. Vâng, em thì nói chung là có thể suốt có đi đâu mấy. Ừ. Làm đâm nó không có thời gian. Chạy một vạn cây rồi, anh em đứng gọn rồi. Vâng. Ừ, giờ ta tao bao nhiêu? Bây giờ bán anh em bán cho anh Kiên bao nhiêu? Anh em anh Kiên cũng lại để giao lưu cho các sếp ở trên trên những đường like ba cái mắt đấy bé. Rồi bao nhiêu? Ừ. Đấy, thì không biết như nào giá anh nhưng mà cho như tầm khoảng cỡ 32 thì em bán. Ôi. Bạn ơi ra đây bảo anh em sao vừa nãy báo giá cả nào mà để nó. Ừ nhưng mà nãy anh báo mình bao nhiêu? 33 triệu. Đâu anh báo 32 nhưng mà cái là bảo anh 27, 28 cho nó anh em cứ phong thủy đi chứ. Vâng. Sợ nó lại vọt xà quá này. Đó là 2020 mà. Ừ, giữ nhờ anh em 2020 nhưng mà giữ. Ừ, 2020. Có đi Tây Bắc, Tà Xùa có thứ đi trận nào chưa đấy? Dạ. Tà Xùa thử có thứ đi chưa? Chưa. Mùa một căng trải. Con này vừa đi lanh quanh tỉnh Hà Bình thôi. À, đi nhiều thế thì chưa đi đâu à. Xe này nó phải vào hội độc thân chở các em đi lên đấy. Độc thân. Nghỉ ngơi cho nó thoải mái, ấm gì đó. Vâng. Làm cái túp lều các thứ thì ngoài rồi cái thứ đấy nó phải phong cảnh. Ở này... Ông có thể quay cái xe của anh em nữa tí nào. Một chiếc xe anh em Hưởng nhỉ? Vâng. Ừ, Hưởng đang bán là 32 triệu đấy. Em nói năm 2020 3 năm rồi con này đi thế nào con này trước 3 năm thì chưa đi nổi 2 năm con này bây giờ mới nó có 37-38 triệu thôi nó không có nhiều lắm đâu vâng em là biết mà nhưng mà xe này em không đi đâm ra là chú trên chính chủ mà đá một vạn cây rồi chính chủ đúng không qua hết được phết nha vâng anh cứ xem phết rồi. Cảm ơn 586 anh em đang xem nhá. Đấy, một cái hội trường đang xem anh em mình like đấy, không đơn giản đâu. Ôi là zip bánh răng cái thứ đầy đủ này. À, cái này là không cái này em xài lốp à? Cha dầu. À, cha dầu. Ui, cẩn thận thế nhỉ? Vâng. Cẩn thận thế. Đúng rồi. À, xe này phải nhất vào mới luôn. Cha dầu là nhất mới nó không nhất thải. Đi con này là phải chịu khó vào hội Phật khủng các thứ. Bắt được. Hồi cao tuổi. Hồi cao tuổi. Dân chơi. Bắt cho đi vào bác ạ. Này, lần này có chuyến đi ngắm cảnh có em nào đi cùng anh không? Đang thiếu hàng đằng sau. Thế là mẹ đưa đi là xong. Hai về là có mối tình mới. Thôi nha, bây giờ thôi anh em vui vẻ hưởng ấy.
này giải quyết ai giả đội mũ đấy đang chỉnh đốn đấy, đấy giờ, đúng giờ kiểu chỉ... cảnh đi phượt đấy bảo vệ chống gì á đi phượt đấy đi phượt đấy bây giờ này giờ này giải quyết chống rét thôi toàn giả 27 rồi thì thôi đây giả 2 thôi thoải mái anh em gửi 2.5 được chưa đấy cho nó lên hẳn 1.5 đi cho nó khoáng đi nhá anh em trên live bán rồi nhưng giá cao bán đâu thôi được chưa thôi nói chung này em cũng không dám nó ước mơ gọi là bán đâu nhưng mà thôi thì gọi là đúng được thì em bán như xe gần như xe mới thôi. Còn thằng thô mới nó qua 7 triệu, nào 32 triệu đằng nào em cũng gọi là cũng đi mà em mới 37 triệu bán 32 triệu Hoàng Kiên nó làm 2 củ nữa lên 34 triệu này mẹ có mà giết người là tiền không vừa sao thôi. Không thưa nó gần như xe mới thôi. Ừ. Em gọi là em vẫn quý xe lắm nghe vẻ ba lô con góc này muốn ôi đi thật con này không làm ăn được đâu mẹ đi con này nó chỉ dành cho mấy công tử thôi. Ôi mẹ cái này thì thả vào đằng kia gì mình cái xác định ý trong đầu tiếng nói nhỏ là muốn thay đổi rồi năm mới là mình thay đổi công việc mới mình thay đổi phương tiện mới chứ không phải là lý do gì cả đúng không? Em nói chung là không thay đâu thay nó đi em chả thay đâu nhưng mà vậy là thôi em bận quá thì cũng để tiếc quá ở Phùng Quốc Tình đang mùa săn mây mà hợp thủ loại bán xe. Nói chung là giờ này anh em chắc cũng lát hết người rồi, bây giờ muốn giải quyết thôi. Phùng Quốc Tình ạ. Thôi rồi. Tân Lạc Hòa Bình, ai giả Khương Nguyễn này. Ông này chăm xe hơn chăm vợ, Phùng Quốc Tình. Đấy. Dương Duyên cho em xem con Vision màu xanh hoặc đen được không? Cho Dương Duyên ơi. Ok, anh em không phải bấm máy đâu. Úi giời ơi, bản đồ ấy rồi. Định vị ác phết nhỉ. Có định vị năm 2 cho bà không? Ơi, có định vị đi. Định vị tận đây à? Đấy. Thôi thì bây giờ đi về xong lấy con kia thì lại là xong, đúng không? Dạ. Mấy anh em hai em kẹp nhau là xong. Con này ở lại. Con này ở lại chịu. Anh em đang hăng lắm anh ạ. Thật ra mua bán nó khó lắm. Tầm này các đại ca anh em đang hăng khó phết đấy. Trong cái trường hợp này anh em nó hơi khó. Sam Sam ơi, con đằng sau con xe của anh Mười, con Quay Thái nha, xe của anh Mười. 3 cây. Mới là con của Hưng này. Hai con giống nhau. Ở đây 3 cây thôi. Này. Ê. Ở 3 cây. Anh em tập trung chuyên môn đi, đang có 600 anh em đang xem. Vâng. Tiếp trình một cái sân vận động Mỹ Đình nó đang sân vận động Mỹ Đình. đang tập trung vào ạ, xong con đá nó vào gôn không ạ? Ông cứ mẹ lảng vảng ở biên này thì làm sao mẹ anh em nó chuyển không, quảng cáo thì... mẹ chuyển 5 phút cho dành cho quảng cáo rồi cũng bận rồi nhưng mà thì thôi thì em cũng nhanh mà bằng đấy thôi như gần như xe mới thôi. Thôi mình cứ yêu sản phẩm làm gì, mình phải yêu khách hàng nhưng mình cứ yêu sản phẩm sẽ yêu sản phẩm thì làm cái gì đâu đấy đúng không, mình phải yêu anh em, yêu anh em trên này, yêu tôi này bán xe chứ anh em cứ tập trung vào sản phẩm thì làm sao mà giải quyết được việc đấy đúng không. Đấy, doanh nghiệp mình phải yêu khách hàng nhưng mình cứ yêu sản phẩm. Sản phẩm thì ai chả tốt, sản phẩm nào cũng tốt. Toàn xe ngon. Ôi giờ nào, hưởng nào. Em cũng quyết định bằng đấy thôi. Không bao được nhiêu? Không được thì cho anh em. Anh em nhau. Nào. Dù không thiện chí bán, mình đã thiện chí chưa? Em á. Em nói chung được cái bằng đấy thì em là sẽ để cho anh em tất cả mọi miền anh em. Vì 32 triệu nha, một chiếc biển hoa bình chưa? Chỉ có thay gọi là thay khoảng phải đăng ký thế thôi. Không có mùa xuân đấy đâu. Phải xác định mua giải vải bán áo đấy, không có mùa xuân đâu. Quấn Nguyên Du Su sắm vàng vừa lại, ok, Su sắm vàng là ngon lắm ấy. Anh em vẫn đang yêu xe lắm, trường ra được mấy anh em này vẫn còn yêu xe lắm. Bao giờ phải chán thì thôi, chán xe nhìn thấy xe muốn phải tránh xa khỏi xe này mới được. Có gì thì nếu ai thiệt chí thì cứ có gì gọi em. Thôi không, thôi. Gọi cho không em. Không có gọi đâu, không ai mua đâu. Tôi không mua, không ai mua đâu. Không thế. Tất cả những anh em, những con like, những con xe đường like những tôi mà không mua nhá, anh em hầu như không gọi luôn. Tôi không mua là anh em không gọi. Đấy, sự ra anh em thế. Nhiều lúc nó ác ở chỗ đấy, mình là kinh nghiệm của mình. Đăng ký là không phải là chính chủ em nhưng mà lại đứng tên bà. À, tên bà, tên mẹ. Mẹ em ấy. Hôm trước tôi gọi là có dũng sĩ diệt gia đình không ấy? Gọi là cái giấy tờ hồi trước em cái chứng minh của em ấy nó hết hạn.
đâm nó ông bà nó gọi là đấy cho đấy hộ cho đấy. Ô, mà bà em để, có bán em để bà... ngay cái lì xì luôn này. Rồi, bà có đồng ý bán không nhanh rồi. Ôi giời ơi đấy. Chỉnh bày bà đồng ý bán không, chắc là dũng sĩ dẹp gia đình bây giờ bán thì chắc chơi bời quá bán giấu bà đúng không, không điện thoại được đúng không? Dạ không. Có đồng ý không? Thì bà về bà chửi cho. Không. Xe không của ông đâu. Bán này, ông đi. Xe này là xe của em. Ông chơi bời, ông nghịch ngợm. Em bán mất xe, thì... có xe cầu cầu cơm bán. Mà bán mất. Đúng không? Mua về cho con cái đi lại làm ăn, mẹ ra đây ông bán cho mẹ Hoàng Kiên mất. Về bà chửi cho. Tháng 9 này không 20. Thôi, cứ làm. Ôi, câu chuyện đầu năm nó là... Cứ làm 32. Chắc nó mua được lâu đấy nhá. Cứ làm 32 là làm luôn này. Chạy luôn này. Nói chung là khoai lắm. Kết Kiên nhỉ Khánh Vi ba hai lắm, ba hai nó còn 29 rồi chứ không còn 28 này đâu. Ông 28 thì phải trừ tiền như đây, ông này ông 28 nó lại hăm, nó phải 29 ở đây rồi. Ông 28 thì ông làm sao ông bán được giá mà cứ phải cánh kêu cánh bổng. Anh em nó phải thủ đô đấy, anh em mình đang đứng ở thủ đô này đấy. Đứng thủ đô, thủ đô với quý 28 thì mới giải về này mới giải gặp vào như kiểu à. Thôi tầm khoảng 30 ý là bán đúng không? Dạ không. Dạ không. Nói chung trường hợp này ngày nay hai like hôm qua thấy một xe gym cũng đang căng, bây giờ tầm này anh em đang hăng. Ok, cảm ơn nhé anh giải em đăng ký. Dạ vâng, em cảm ơn. Ok. Thôi anh cứ giải em 30 triệu. Cứ nghiên cứu đi nhá, chưa cần bán vội đâu. Đừng bán vội thì về bà già nó chửi cho nhá. Cứ đi thăm ván bán thuyền 10 vòng đi xong có gì quay lại đây nhá. Anh em cảm ơn anh em đi xa nhá. Đến đây nhà anh. Ừ, cảm ơn nhá. Rất là quý đấy, rất anh rất muốn mua đấy nhưng không được nhá. Anh mua 30 triệu, nhất trí đi. À, bảo Toàn em lấy số điện thoại làm lấy số điện thoại bạn ấy, ai nhu cầu thì ấy. Có rồi. Anh em hưởng chào các sếp trên này đi. Vâng. Anh em. Cảm biết nhá mọi người. Ừ. Cảm ơn 541 anh em đang xem nhá. Đây là một chiếc đây SH này, một chiếc lít này. Thế Hưng con này là lên chơi hay là bán hay là nhau? Chơi à? Này, ông cảnh quát ông ven ven ông định đập tôi cái gì đây? Chứ không phải suy nghĩ cái gì ven ven. Duyên gặp thời cạn không lỗi. Đợi rồi. Anh và... các anh cài mic đây em. Hưng chào các sếp. Chào các sếp nhá. Anh em. Tối qua có 82 bao nhiêu người cũng bảo đắt rẻ rẻ nhưng mà cũng bay ngay gặp duyên lại ca mua luôn. Duyên gặp trời không cản không lỗi. Ừ. Không nhưng mà mua bán thì anh cũng là thoải mái vui vẻ đúng không? Thoải mái vui vẻ em chia anh em thật bực người thật luôn. Ừ. Quỳ Nguyên ok. Đức Nghĩa ok, chào Đức Nghĩa ơi. Cụ Nguyên bán đi em ơi, nói chung là rán lắm đấy, ông quay đằng sau này ơi rồi. Ôi mấy anh em Hòa Bình vất vả lắm, lên đây cũng đến lên đây để chơi. Đúng rồi, sóng gió. Mình cũng muốn mua nhưng mà thôi, chịu à. Nói chung là anh em thì lúc nó vẫn đang yêu xe quá. Bao giờ nó phải chán thì mới mua được. Lúc đấy ra đây bảo quảng hôm nay bán rẻ cho anh kia nhưng mà bây giờ đọc giá thì cũng rẻ. Về suy nghĩ lại về ấy này. Con này bao tiền đấy không ơi? Con này biển tỉnh rút hồ sơ, anh đang rút hồ sơ chưa bán. Sao biển rút hồ sơ rồi nhưng đang trên đường lên. Con này biển gốc Nam Định. À sao biển Nam Định chứ không biển Hà Nội à? Em mà trên này anh nhá, mà em mà đeo cái biển này là mẹ ra kia 141 ngã ba Xuân Thủy 141 là nó xích đấy. Ông trao biển giả này nó xích. Con này ấy rồi. Con này có hơn 4 tí thôi. Không nhưng mà đang rút hồ sơ gì? Rút xong rồi. À, rút xong rồi. Vâng. Của nó gốc Nam Định đúng không? Vâng. Thì ông trên live ông treo cái biển này vào mẹ ra kia tôi 141 tôi ra kia tôi rích phát là mẹ nó xích ông ấy. MT chuẩn lên anh. Máy đầu bò nhìn ốc thì phê luôn. Sáng như xe mới. Trung Hiếu. Trung Hiếu ơi có nha Trung Hiếu ơi. Hôm qua vừa mua con Diêm Thái có mua có chục triệu này. Đấy có thể liên hệ con Diêm Thái nó bình thường hơi xấu. Ông Dinh, quay con xe này không? Dinh hết anh. Bao tiền hơn ơi? Nếu anh để anh 46 triệu. Đấy anh em vật vã lắm mẹ nhìn mẹ. Nghe cái loại 46 triệu mẹ nhiều anh em không biết rồi bảo mẹ. MTE anh... đấy, MTE chuẩn anh. Hoành đĩa. Đầu bò nó thì siêu đẹp luôn, ra côn ra điện, Dinh hết. Đâu rồi?
Đầu bò thì nhìn kết luôn. Giòn cờ gãy rồi, giòn cờ gãy rồi nhá. Mà ốc đầu bò sáng loáng luôn. Trắng non, trắng non. Trắng non, không có từ trắng non đâu. Lõn nó phải riêng Việt, riêng Bèo. Con này chịu. Mộc luôn này, con này mộc. Con này chịu, con này chịu. Em thay à? Chịu, chịu. Bô zin, zin hết. Xe này là xe gốc nó biển Nam, Nam Định nhá, đã ra hồ sơ không phải biển Hà Nội đâu nhá. Ra hồ sơ cho anh em miền Nam không phải rút hồ sơ nữa. Con này thay cả bộ nhựa rồi. Con này cả không. Bộ nhựa thay nhá. Nhựa của nó zin đấy anh. Dầu nhựa mới zin gì em. Cả bộ nhựa đây thay mới luôn nhá. Ông nhựa zin. Em ơi đây em nhìn này mới tinh này. Ông Hưng này giờ này lạc khập quá nhỉ. Ông Hưng này nhỏ lúc bị lạc khập rồi. Zin cái gì. Cả bộ nhựa này mới tinh luôn. Thay cả bộ nhựa liên doanh mới. Nhựa mới. Nói chung là nó cùng cái lò cái ổ nó sản xuất ra cái gì đâu. Yên đấy. Cao không được. MT là nó hiếm cao lắm. Dân miền Nam nữa. Mấy anh em miền Nam rất thích MT luôn. Phanh đĩa này. Ôi đĩa phanh nhỉ, ngã mà dập mặt đi làm gì mà. Mẹ ông đi vào cua phanh phát rồi ngã lại dập mặt. Mẹ ông chơi mẹ phanh cô rồi ngon. Zin máy zin, côn zin. Ôi cao quá anh. Vâng. Chỗ này thì em không chơi. Không có tiền đi chơi đâu nhá. Vâng. Anh chỉ mua tầm 30 hơn 30 tí rồi á. Bốn mấy còn gì. Ôi Thái thì mình rất khó. Ôi Thái. Ừ. Tầm khoảng 30 32 triệu là có trôi không? Chắc không. Không, không đi rồi. 35 triệu trôi. Không đi quá. Thôi nó đỡ vất vả. Vất vả. Nên cũng phải con phải rời rời xa nhau nhá, chứ không phải con nào cũng chơi đâu, khó lắm. Quy Nguyễn. Đúng rồi, đèn sau cũng không zin đúng rồi. Quy Nguyễn ở đèn sau không zin đúng rồi. Đúng trước zin này. Đúng rồi. Zin hết. Nói chung là hàng lộ cộ nhá. Cái máy móc dòng này ấy cho xe nó lộ cộ. Dọn nên con chơi MT này em dọn chơi ấy mà. Dọn chơi. Chơi. Có mấy con ngon này hôm xưa mình chơi rồi. Mấy con xương này để mang về kê cho. Miếng con ngon góc hết rồi. Em bán cho anh con 82 hôm qua. Tiếc lắm nhưng mà trong cuộc chơi thì mình phải biết chia sẻ. Mình ấy, mình chơi ấy là những cái đồ đẻo mình chơi thôi, chứ còn những cái đồ ngon phải dành cho anh em trên này. Đúng rồi. Còn... chơi là phải chia sẻ không sống ở tập mở chứ. Đúng rồi, tập rồi kín thì... sống tập kín thì không ai chơi với mình cả. Đúng rồi. Đôi khi nó phải hơi dại khờ thì đúng không? Nói chung là ông ngu tí mới giàu, mẹ thằng ngu giàu lắm. Hơi ngu tí mới giàu. Nhưng ông khôn lọt vành nha thì mẹ hay dính hay lại hay dính đến trưởng, đúng không? Hay bị đập. Đấy, nó hơi dại tí. Chắc là vụ này chắc thôi nhỉ. Thôi anh ạ, cái này để chơi được thôi anh. Thôi con ngoan này chơi rồi, còn ông em này cứ cố gắng để dựng nhà chơi cho nó, dựng nhà chơi nó đẹp. Đấy thì là ngắm nghía đồ đủng nhựa nhủng nó vào rồi thì thôi. Ok, chào anh chị. Em chào các anh em trên này. Chào anh em. Chào bắt tay anh kính nhỉ. À vâng, chào anh nhá. Xem lại xinh chán mãi rồi. Rồi. À dạ rồi. Và hôm nay đến thăm cửa hàng anh xem có cái gì hay. Anh quay chào các sếp trên này đi. Chào anh em nhá. Anh tên gì nhỉ? Mình Thế Anh. Thế Anh đâu qua đấy? Mình bên Nga mới về. Ông Nga. Tặng cái xe chơi. Việt kiểu Nga. Ông anh đi cùng à? Vâng, anh đi cùng bạn. Anh bạn Thế Anh à? Đấy, Việt kiểu Nga đây này, anh sang, anh về Việt Nam. Đừng sang ở bên đấy. Mà bên đấy nguy hiểm lắm. Việt kiểu Nga rồi, mẹ tầm nay nghe ngố gì, chết rồi. 35 mà nghe có vẻ không thông minh thì thôi. Về nhá. Này anh đây. Tí nữa. Giải quyết mấy con lít này. Đấy. Vâng. Chiếc này là SCG anh ạ. Anh xong nhà nhá. Ok. Xong nhà lít. Anh ra. Chiếc này SCG biển 30F 5759 màu vàng. Đào mạnh. Cà phê cháy. Ok. SCG 208. Cảm ơn anh Đào Mạnh nhá. Con này SCG nhá. 2008. Giá tối qua mua 6 triệu đúng không? Vâng. Tối qua mua của anh Minh Cứ Vinh đúng không? Con này mua có 6 triệu đấy, SCR chứ không phải lít đấy nhá, nó là SCR. Đấy. Mua có 6 triệu thôi. Con này để chân trống nó hơi kiểu dừng cái hơi... số này nó hơi cặp canh rồi. Vừa mua về nhá, mua có 6 triệu con này thôi. Xe chưa dọn dẹp gì đâu.
đấy, nó là nó dáng lít nhưng mà nó là SCR đấy, pha phủ nhìn trông đi đường trông tưởng lít, nói ra là không phải đâu, pha lít đây cơ, nhưng mà nó khác nhá, SCR với lít nó khác cái mặt đồng hồ xanh này. Đấy, giới thiệu anh em thì anh em biết là nhiều ông mua nhầm phát là vỡ mồm ấy, chênh nhau nhiều tiền lắm, chênh nhau mấy triệu bạc đấy. Đấy em ông quay vòng nha, ông quay một vòng nữa ông ơi. Yên này được. Qua mua 6 triệu nhá, máy zin nhá. À, con này thì con này máy chạm, con này máy chạm, con này máy chạm. Thôi anh em 1,5 triệu nhá, hình thức tương đối màu cà phê cháy nhá. 6 triệu cộng 1,5 triệu cho anh em chơi đấy, rất là đơn giản đấy. Nói chung là để mua được 6 triệu con xe này là anh em nó cả một nghệ thuật mới mua được đấy. Được cái máy êm, con này tí chỉnh ga đi lên tí. Anh để xe đây. Rồi cho anh. À giờ này không. Ừ. Đây là ấy à, đây là khóa rô khóa. Em chuyên một xô, em đi anh thôi nhưng mà em thấp hơn. À. Ừ. Sao đưa chìa khóa này, bán này gì? Bán xe này anh. Bán rồi. Bán cái gì? Rồi. Có thể ra đây giao lưu anh em trên này không? Ừ. Cháy nhỉ. Ú Ngọc Nguyễn, con Ôi Thái vừa rồi. Đâu ra anh? Con Ôi Thái vừa rồi là không mua được nha, anh em đang đòi hơn 40 cơ, không mua được. Con ấy không chơi được. Chiếc này SCR 208 Ngọc... mua 6 triệu cộng 1,5 triệu nhá. Ngọc Long Nguyễn. Ok, một tí đây anh giải quyết mấy con này đi. Anh ơi, con này cho rộng đi. Con này, cho... con này 2018. Bao tiền đây, Việt vừa mua con lít 2019 này. Đây làm luôn, con xe vừa về nóng sốt này. Biết đây Việt giới thiệu cho anh con này nhé. Em để quay mặt chào các sếp cái này đi. Vừa mua về xong nhá, chính chủ. Em chào tất cả khách hàng của xe máy Hoàng Kiên nhá. Em giới thiệu mọi người đây là một sản phẩm Hybrid 2019 mới chạy đúng một đoạn cây đúng. Việt vừa mua về nhá. Xe dán ni lông cả xe, tất cả giấy tờ hồ sơ đang đầy đủ đấy nhá anh em nhá. Đấy. Vừa tất cả em chính vừa chủ ký tên đầy đủ hết, không thiếu một cái gì luôn. Em vừa nhà chủ đi về đúng không? Đúng, vừa từ ở nhà chủ đi về đây. Đấy, một vạn cây nhá. Một vạn cây không sai một mét. Ừ. Xe rất nguyên bản luôn, từ A đến Z dán kín ni lông. Đấy, không thiếu một cái gì cả. Nếu là khách hàng nữ có thể ngủ được với chủ nhá. Giới thiệu luôn. Đây giấy bán này, giấy tờ mua bán này. Đấy. Thực tế vừa mua vừa ký xong nhá. Đây nhà mình làm này nhá. Đây. Đây là mua bán là ký ở Nguyễn Đức Đạt này. Có lăn vân tay nhá đúng không? Vâng, vân tay đầy đủ luôn. Có lăn vân tay Nguyễn Đức Đạt luôn nhá, để chờ công chứng để anh em sang tên, photo công chứng đầy đủ. Ở Việt ơi, em mua là bao tiền đây? Mua con xe này của khách là 32 triệu tại nhà khách nhá. 32 triệu nhá anh em, mở nó thật ra xe rẻ không có đâu, nó thật ra biển Hà Nội với xe đẹp không có rẻ lắm đâu. Chủ xe cũng thăm ván bán thuyền kinh lắm. Nhiều lúc các cụ nói thật con xe này mình cố mình mua đấy. Cố mua nhá. Vừa ở nhà chủ mua 32 triệu một chiếc xe 1 vạn cây. Đây ông quay đây, toàn bộ xe dán đi lông được cái không một vết xước nào luôn. 2019 mà chạy 1 vạn cây không nhiều đâu nhá. Không một vết xước luôn. Đấy, yên rất đẹp đây, vỏ yên rất đẹp. Đấy. Vỏ yên vẫn còn gai. Đấy, đẹp đây, cái tay này hơi sầy chống chấm tí thôi. Về chấm với hạt nhũ là xong. Đây này, tay nắm này rãnh còn sâu này. Xe này thì mình mua cũng hơi gắng một tí nhá, mua 32 triệu là bị hơi gắng đấy. Phải đi về nhà chủ mua đấy, đây này. Số km này 4.700 cây. Đấy, 7.100 đây là km để thay dầu anh ạ. Mét thay dầu đây, đi vào vạn cây biển Hà Nội, xe chính chủ viết giấy bán luôn, mình vừa mua về xong. Nếu anh em nào quan tâm cộng 1,7 triệu nhá. Đấy, 32 triệu cộng 1,7 triệu nhá, cộng 1,7 triệu đấy cho anh em chơi đấy. Máy rất đẹp, ông có thể quay khục máy không? Dòng xe gì mới đi cơ, em nó có 10 tuổi thì làm sao mà lo cái gì, mới đi một vạn cây đây, lõi lủng quay đây trên này đấy rất là đẹp. Xong rồi em ơi, em ra tắt kia đi. Giải phóng mấy con xe này cho xong đi. Đây tiếp theo là giới thiệu anh em này. Chiếc này là Winner đời 2018. Con này chạy... Phạm Tuấn Tài chờ tí nhá. Chờ người. Con này chạy 5 vạn anh ạ. Đô bộ, đô chế rồi, bộ chế. Tay nắm chế này, tay phanh chế này. Độ rồi. Anh Mười chờ tí. Chờ một tí. Em không dám xuống tiền của anh. Rất là con nhiều anh em thích con này. Rất nhiều anh em thích nhưng mà chưa. Lỗ nhiều anh phải chấp nhận. Đập anh bấu người phát để chết em mà múc vào thì em chết. Rồi.
Con này mua bao tiền em ạ? Mua 15 triệu anh ơi. Chạy 5 vạn nhá, 15 triệu một chiếc 28. Đây, đây chủ xe tháo đuôi ra để độ này. Đuôi độ nhỉ, đuôi đây. Độ. Bây giờ tháo ra để lắp vào. Thái Bình mua 15 triệu, độ bô, còn bô nhỉ? Bô không còn anh ạ, còn đuôi thôi. Mua 15 triệu. Bô độ rồi. Con này máy căng phết nhỉ. Quay xe máy xong máy. Chất mà. Ừ. Không quay xe máy kia. Ấy. Máy zin nhá. Máy zin máy đẹp. Đấy cái mặt trên. Biển số biển 17B734736 nhá. Đấy, không quay bên này đúng không? Đây là những cái khu vực này này, chủ xe độ để bảo vệ cái da máy nhá, bảo vệ cục máy xong rồi. Đây hộp xích độ này. 15 triệu cộng cho 7 nhá anh em nhá. 16.700 nhá. Anh bán vào đấy à? Ờ à, bán mua ngay ra đây. Đây, đây tiếp theo mà giới thiệu tiếp con này. Chiếc này lít 2011 anh ạ. Anh vòng xe đây nhá. Chiếc này lít 2011 màu đỏ. Đỏ này cũng không phải đỏ mận. Ông quay đi, ông quay vòng. Ông ơi ông quay một vòng đi. Xe này đã dọn sẵn sàng đẹp đẽ rồi. Về anh em chỉ việc đi thôi. Biển số 29K105315. Chưa có giá như này đâu. Đây để em kiểm tra. Chưa có giá chứ này. Tối qua anh ra mua 11 hay 11 rưỡi. Nhớ không nhầm. Nếu tối hôm qua mua thì chưa vào đây đâu. Ra báo lại đây. Anh Tuấn ơi ra đây. Ra đây hỗ trợ cho em là bên đấy. Vào báo cho xe này mới mua bao tiền. Nhanh thật chứ. Anh ở đây hỗ trợ. Đi vào nhà báo kế toán mua này bao tiền. Hai chín K 105315. Đấy. Con này vỏ yên hơi sứt tí nhá. Mới về chưa cập nhật giá được kỳ. Vừa về nhá, nói chung là xe những xe vừa mới về hàng nóng sốt. Anh em mới về dọn dẹp qua tí. Đấy. Giá cả là mình giá cả thị trường luôn nhá. Anh em cứ xác định mua rẻ hoặc anh em mới bảo là gì chứ không có đâu. Xác định thóc gạo đâu có tinh hết rồi. Giá cả nói chung là mình chọn xe chất để anh em phục vụ anh em thôi. Chiếc này thì tương đối đẹp nhá. Đây, pha đèn vẫn còn trong vắt này ông ơi. Ông quay pha đèn này xin an này. Ông quay một vòng. Phan Tuấn Tài. Ui. Đây, pha đèn vẫn còn trong rồi. Nhanh chẳng chứ anh chụp ảnh phát anh rong rồi. 2315315. Rồi rồi, một nhân viên mới hơi lụng đụng tí. Rồi yên tí 6 tháng sau là sẽ thành một tay săn chuyên nghiệp, tinh nhuệ. Đấy, vẫn rất nhiều anh em đến bán xe. Đấy. Ê, chiếc này chờ tí, chờ một chút để báo giá sau anh ơi. Em báo con này. Ừ, tôi chờ tí. Anh đặt vision. Ok. Ai là người tiếp anh ấy? Hôm trước ai tiếp anh? Ai bán hàng nhá? Chị Thoa đúng không? Chị bán thì chị báo nhận nhé. Ừ, chị bán. Anh đổi đúng không? Ok. Anh đổi con vision à? Bây giờ anh đổi con này lấy vision gì anh? Ừ, okay. Rồi anh vào trong nhà. Ừ, cho chị cho Vision anh em xem đi. Anh cọc rồi đúng không? Vâng, anh ấy cọc Vision rồi chị ạ. Ok, xin lỗi anh lại tiếp tục. Đây, chìa khóa đây. Con này mua 11.080.000 nhá, cậu anh em 1.700.000 nhá. 80.000 tiền Grab anh em đóng tiền Grab. 80.000 tiền Grab anh em biết địa chỉ thì chắc là phải mất mười mấy cây cách 52 chỗ hàng mười mấy cây. 11.080.000 cộng 1.700.000. Xong chưa anh em, xong chưa? Xong rồi, SH lấy rồi đúng không? Ok, cảm ơn anh em nhá. Chúc anh em may mắn nhá. Đấy là rồi nhá. May mắn lắm nhá. Rồi ok. Chơi là bốn anh em đi chơi chơi Tết là chính như mua xe. Rồi ông anh xin lỗi ông anh T2 Hà Đông. Anh bán con này đúng không? Ok. Em sẽ cài mic cho không sóng sánh gì mình nên sóng mà anh bảo vệ đến nay rồi thì ai mà nhìn anh mà sóng mới sánh. Em thì em cài mic cho anh. Ôi, bác qua đây rồi, hơi khó. Chiếc này là 11.080.000. Báo rồi, xong rồi. Bao tiền? 40 rồi. Anh có anh đời nào đấy, hay không? Đăng ký tháng 2, 22. Xe của anh 2021. Anh ơi, mới từ những 40 triệu. 42 mấy, là đấy mua 43, 5 rồi. Lỗ ít quá. Xe của anh là 2021. Đây. Xe anh 2021. Đây.
đây đây nhá. Anh em đứng ngoan này nhá. Này Long ơi, ngoan chưa? Xe cộ gọn gàng. Vân ơi, anh phải báo giá sát cho em thôi, chứ còn đấy anh báo giá cao nó không vào việc đâu, nó mất công. Lên like lần thứ hai, thứ ba mà nó không được, nó mất công. Anh chả được like thì cũng muốn giải quyết xong. Cao không bán được đâu, Thái thì Thái Bình khó chưa. Ông anh nếu mà thiện chí bán thì bán khoảng bao nhiêu? Anh cứ trả đi. Mới bớt tí thôi, còn không bớt nhiều. Em trả anh 35 triệu. À, ôi giời, 35 triệu. Đâu anh? 38 triệu còn đang đẩy, đang chùn. Xe đi giữ còn chưa một có tí sớm. 1 rồi. Anh đi nhiều ấy, 1.6 nhiều. Nhiều nhưng mà quan trọng là người giữ xe. Giữ nhưng mà nói chung là... Anh tiệp đâu anh nhỉ? Chắc là đại ca cũng anh em nào nó thả rượu cho anh 38 triệu thì bọn em chịu chết rồi. Anh 2021. Thôi bảo nhá. Bây giờ chắc em chưa mua của anh vì có người giả anh 38 rồi. Thì em chưa mua được nhưng mà em cũng phải giả cho anh cho nó tối giá. Em gửi anh con này 37 triệu. Đúng không? Bán không anh? Không. Ok, không bán không anh nhá. 36 rồi. Em biết mua đấy nhá, nếu mà nói về mua xe bọn em này, giá bọn em con này cộng được 1.5 triệu bán 38, hơn 38. Em thật anh hết thuốc rồi. Bác đừng nghĩ ngợi gì, còn mấy anh em liên thuyên nó giả thì nó không mua đâu. Em khẳng định luôn. Bọn em đây trên live hàng nghìn con người xem này mà anh em nó vào vị luôn, nó vào việc. Mà cái xe của anh, những anh em đến đây là những con xe may mắn được trên live của em. Là nó được, nó sẽ bán, nó sẽ về tay khách hàng. Anh không like anh con xe ấy chỉ bán 36 thôi. Nếu mà like thì được 37 triệu. Đấy. Đây không sao. Ok, ông anh vẫn hàng lắm quý. Tầm này đó là lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Ông anh máu lên tí, trời ơi, làm gì mà cứ phải cứ tập trung vào lấy thằng nào, ông nào cũng giả, lấy giả 38, ông nào cũng ác thế mà, giả phát mà đá phát hiểm thế mà, không thể đỡ luôn. Đá phạt này hư hiểm. Ông nào giả bỏ bom vừa nhá, xe cộ người ta có cái xe mẹ, có nhà có cửa có đất có đai, em giả nó mua giả không mua. Ờ mẹ toán thế là mẹ bom đạn chết rồi. Khổ quá. Ông anh yêu cứ nghiên cứu nhá, cân đối nếu chẳng hạn như tổng khoảng 375 có thôi không? Chẳng hạn thế, nếu đến thì nó chẳng hạn. À 38 đang chạy. 38 đang chạy. Thế ok thế ông anh khoảng như em bảo là khoảng bao nhiêu? 39 triệu nhá. Thẳng thế nhỉ. Thôi rồi, ok chắc là không xong. 37 rưỡi quay lại cho em nhá. Hai triệu. Đợt đầu em 22 triệu. À em đổi lấy biển loại nhá. Ok. 22 triệu. Ok. 22 triệu. Sang từ sang nào. Ăn rồi. Nhưng mà yếm áo đâu mất rồi. 2 triệu con 2.6 này căng lên như thế ăn đâu. Mẹ cậu con kia được 2 triệu mua đắp con này mất 3 triệu nên thì mẹ thì gánh bù thằng heo chết rồi. Thịnh Nguyễn đồng nào chơi có anh Kiến hết rồi. Đời nói chung là nhiều lúc bom đạn nhiều lắm phải để khách hàng không bán nổi hàng. Anh chỉ đang cài mic anh em nói cho. Tại vì là hố đi em mà lấy từ tối hôm qua rồi. Về ngoài nóc nhà. X2 con này là 206. Em vừa thường tín lên đấy. À vừa thường tín à? Vâng. Gầm ngon, gầm vẫn nguyên. Đổi ra đổi cho ngon. Lại quay về. À. Yếm một gói. Con này sơn ra con ra điện sơn rồi nhá, con này được cái máy nguyên. Được cái máy zin. Nóc đẹp, nóc zin, nóc đẹp, rồi nóc này ác phết nhỉ. Nhìn không liệt phết nhỉ, anh em có cái tay sách này hơi đẳng cấp ấy. À, kiểu này nhiều lúc nhà có đứa con nó bậu cuối cùng, người cuối cùng tiếp theo ngồi đúng cuối rồi cùng đấy. Này cũng là xong. Đáng nhẽ là vừa cái tầm này rồi thêm đứa nữa là thôi cũng xong. Quả này cũng xong đấy. 22 triệu.
Liệu có thể lùi xuống 1 triệu nữa để cho anh em đấy, hôm qua em bảo chị thế. Rồi hôm qua thì em nó lấy thì em bảo là em cứ đưa 30 triệu chị nó cả xe nó lấy xe kia về, chị đồng ý thôi thì bắt đầu mà lên. Nhưng mà không có yếm nhỉ? Không có yếm ạ. Con này máy càng phết nhỉ. Yến giờ thì mấy trăm. Đây dọn rồi anh em, có tỉa tốt vành máy trong Nam, có tỉa tốt tí rồi nhá, nhìn trông nó sáng loáng rồi. Ờ có photo. Đã có điện tỉa rồi, tem thay rồi. Đấy 2006. Bô thì bô Thái 2543 rồi. Thế chung trông máy móc con này càng phết nhỉ. Không lườn đẹp, con này lườn đẹp. Con này lườn đẹp, con này lườn nóc con là khôi rồi còn đẹp lắm. Đấy cái trên này hơi rôm rôm tí. Rồi. Hơi rôm thế. Có lùi được không? Ôi giời, thống nhất hôm qua là còn lùi cái gì? Em có lên rồi, em lấy okay. Luôn. Đấy anh cũng phải khẳng định cuối cùng được. Ok, cảm ơn em nhá. Chắc đổi xe đúng không? Em muốn đổi biển về thường tín được không? Được hết. Được em đi. Em chào các sếp trên này đi. Chào mọi người thôi. Đấy thì hoa tiền nữa thì em gửi luôn. Đổi thì mất 2 triệu, hơn 2 triệu là xong. Nó đổi biển quan trọng gì? Con này được hết nhỉ, 2006, sơn nguyên máy nguyên, sơn trên zin nhá, lườn nóc ông có thể quay con cái nóc này. Cái nóc kinh khủng luôn, nóc đẹp thế, khung sườn con này không lai thồ thì bò đấy. Đấy trông được, đầu bò zin nhá, ông quay nơi đầu bò, đây đầu bò này zin nét luôn. Gần vào, đấy gần vào, đấy, nhìn trông chất không, sướng. Đây mặt bàn thờ rất đẹp, 22 triệu rồi. Vừa đổi con xe qua mình lai là 40 mấy triệu nha anh em, cũng nâng đời tí giải quyết cộng nhau 2 triệu. Thật sự con 2006 cũng đáng để anh em chơi đấy. Nói chung là mua rẻ bán rẻ thôi, con hai con này nếu mà bán là căng hơn nữa đấy, gọi là rất là biết ơn xe mà. Biết ơn những đường lai của anh em trên này mình cũng giải quyết cho nhanh, cộng 2 triệu nhá. Đấy đẹp nhỉ, máy thu thịt thế. Con này mua nhỉ, con này mua 22 triệu cộng 2 triệu. Con này chưa có yếm nhá, nếu anh em mua yếm mất 330 yếm xịn. Yếm hãng Honda luôn. Yếm nhà máy, con này đẹp nhỉ. Này vuông. Giá này anh em không. Con này cái giá này anh em không cọc thợ không mua được. Đỡ xe 2006 con này thợ không mua được. Anh không cọc hơi phí. Thợ không mua được. 45 có là giá của anh lỗi thế thôi, còn sợ cào đấy. Ông anh đã lấy con nào chưa? Hai rồi, à lấy rồi. Thôi bán cho anh ạ. Rồi cũng được. Ông thực ra là kia này bây giờ là bán cái kia thì là cũng biết là chỗ anh đây là nói chung là uy tín, nói thẳng như vậy. Vâng. Là về đây là cũng không vào đây đâu, là vào thẳng đây luôn. Vâng. Mà đi thì cũng không biết là có đi lâu hay không, nhưng mà có thằng tháng hơn tháng, có khi mình phải đi sai kia mình lại quay lại bán. Anh lại bay sang nghe. Thì bây giờ mới phải chiến đấu về đây bây chơi giờ mà. Toán tiền lửa bên đấy mẹ em lại sống lắm. Lửa quen vô lửa mình gì đó có mu chin che chở nhà mình chỉ ở láng đây thôi. À, anh này láng thôi thì cả láng thượng thôi. Vâng, đi chơi thôi. Đây là anh Việt Kiều Nga nhở, bên Nga chắc về quê ăn Tết. Về quê ăn Tết thôi, về tháng hơn tháng đang lại đi kiếm tiền. Lại đi kiếm tiền. Đấy thì thôi thì là xem chốt đi xong ok thì là chuyển xe mình okay. Chuyển tài khoản nhá. Rồi em cảm ơn nhá. Rồi em cảm ơn anh nhá. Rồi cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh. Anh chào các sếp trên này đi tí. Vâng. Ok. Mấy đại ca bạn nãy nghe này. Ở đây đất Hà Nội tại sao nó vẫn trong phố vẫn đắt nhá, toàn các Việt Kiều về thì cài làm gì. Đất trong phố giờ toàn các Việt Kiều Nga Ukraine mua rất nhiều. Đấy căn nhà của năm 2022 cũng đang các sếp ở Việt Kiều Nga đang giảm 100 tỷ ấy, nhưng mà chưa bán được. Toàn Việt Kiều Nga đấy, Ukraine. Đấy anh em hàng xóm của Phạm Nhật Vượng ấy. Nên năm 2022 đang báo 100 tỷ nhưng chưa ra được, chưa thể bán được. Nói chung là hé ra là bán được ngay. Đấy anh em ở đất đai đâu nó rẻ như trong phố, trong Hà Nội nó có rẻ đâu. Mà nó vẫn nhức người. Đấy. Con này là có 10 là sao? Bây giờ sao? Đấy giá đấy là anh lùi đến 10 triệu rồi đấy. 55 bây giờ còn 45 rồi. Nó là nhanh. Thôi, thế thì thôi anh lại đi về anh đồ chơi vậy. Thằng đấy, anh thôi năm lại thôi, thằng nào thích thì chú bán hộ anh rồi, chứ con này danh dự là lỗ mà. Vất vả thế làm đâu. Tôi biết là anh cơ chế của anh là cứ có lãi là anh bán ngay. Căng nghe nhỉ. Con này đầu máy có đúng không anh?
MTE xin rồi. Xe của anh đã bảo cứ yên tâm lại. Thôi em bảo anh 10 nhá, thôi cho nó trôi nhá. Anh con này anh kho dưa hơi lâu rồi, tôi giải quyết. Em giả anh 40. Rồi nhá, em biết đếm tiền cho bác, còn tính sổ. Đang cảnh nứt vỡ rồi, nó xác định ông mẹ bán đi, không về vợ con nó nói là chả biết ông buôn bán cái gì mà ông để xe mãi không thấy bán được. Không, người ta vợ con nói cho. Ông nó lỗ nhiều quá, ông nói thật rồi. Ô gì anh chả lỗ đâu. Ông lỗ thật mà, là lỗ lãi là lãi. Anh thì rõ ràng rất điểm. Duy Phùng ơi, con đấy mua 22+2 nhá. Máy con này nó quá đỉnh luôn, chạy quá đỉnh. Dù Nguyễn con đấy OS hiện tại là không còn nhá. Ok, cảm ơn. Hiện tại vẫn đang có 400 anh em vẫn đang xem. Một chiếc quay Thái máy zin. Xe có qua tay anh em, mời anh dọn dẹp qua tí rồi. Em nhìn cần phanh cần số như mới này, cả bán hồn gai này. Bồ nó kinh khủng, nó xe này thì máy nó đại diện MTS. Thôi em ơi, gửi anh 40. Anh em không nói sai, em hỏi thằng Ích Hải nó lai lỉ anh 55 triệu rồi. Nói sai anh mất lộc đi buôn nhưng mà lúc đấy là nhưng mình, không mình để anh nói rồi. Nhưng anh em bây giờ lỗ là lỗ nhiều rồi. Rồi. Hôm nay quyết định bán là bán cho chú là lỗ gần 10 triệu con xe này đấy. Lỗ thì mua hai mấy giờ thì bán ba mấy 40 là được rồi nhé bác. Em nói thế thì anh chả nói được rồi. Con này anh mua tổng 30 vào dọn dẹp các thứ mất mấy triệu đã xong. Không, anh, em nói thế thì anh không nói được rồi bảo. Cùng lắm anh mua 32 triệu. Xe này xe một không mua được. Xe nó là phanh đĩa, phanh cơ, cái loại này phải mua phải 30, hơn 30 rồi. Cái con này là phanh đĩa MTE. Nhưng mà anh ơi, đĩa nó lại dễ phanh, lại dễ ngã. Em này hiểu dễ ngã, bấm phanh vào cua, bấm phanh anh nói chứ nó là thị trường, mình phải chạy theo thị trường đúng không? Cho các cháu anh cũng giống em là bé mau khâu tát, ít nhiều là anh bán ngay. Đúng. Anh mày thấy anh lên là anh bán chứ anh có phải là như người khác đâu. Rồi. Nhưng nói thật là con này lỗ nhiều quá. Đấy đồ cũng được nhá, ông có thể quay xung quanh cái xe của anh quay Thái mà được đồ và ốc quay Thái đây này thì khó lắm. Ông có thể quay toàn bộ cái khung cái ốc ác của nó này. Ốc đây, nhái bán xích, bán súng bán con gai cái này tỉa lại sơn rồi nhá, cái này tỉa lại sơn rồi này, cái đôi ra máy cái đấy chấp nhận được thay rồi nhá, áo máy là chấp nhận được. Cả về nhựa thì nhựa vẫn theo xe đây. Nhưng mà nó tỉa rồi. Em này con ốc này nó còn giữ nguyên này, con ốc yếm này nó còn nguyên ốc to. Ông quay con cái đầu bò zin còn dựng đứng nữa này, quay Thái tuyệt đối luôn đấy. Đấy rồi, ông quay trên này qua, quay kỹ. Con xe quay này là mình quay lần này là lần thứ 3 nhá. Từ khi anh 10 đòi 54 triệu, khó trời lắm. Ông phong giờ hạ nhiệt rồi. Hạ nhiệt lắm rồi. Nghe thì chết khiếp. Tiền đâu mà mua. Thứ 45 là lỗ gần 10 triệu để. Đấy, con cờ, con dựng được, con cờ gần. Thằng bao nhiêu thằng lại lỉ, thời điểm này anh không bán. Con cờ dựng được rồi. Không, bán lại. Con này tỉa sơn nhá. Cần phanh gai lắm, còn gai. Ngoái giờ mấy lần mày còn chạy thử. Con đem thay rồi. Số con mới. Bô vẫn zin mô N110. Đẹp lắm luôn. Bô zin mô đẹp, bán đẹp lắm, bán gai, bán kiểu vậy ốc. Con này là xe này. Đẹp. Ba zin Thái Lan. Con xe ông Hưng kia cái xe nó nhảy đồ. Đây giảm sóc vẫn theo xe. Bô đẹp nhá, bô Thái Lan bô đẹp. Không thích cái việc đa như thế là. Lắp cả lốp bắc xít vào chạy thì biết rồi. Vâng, vuông vắn. Máy căng. Đấy. Yên này bọc lại rồi nhá. Yên zin bị bọc vỏ, rách vỏ bọc lại. Yên bọc lại. Yên zin. Đúng rồi. Anh bọc lại. Yên zin này, yên zin. Cái này xịt xịt sơn đen này. Xăng nó còn đẹp này. Nó bình xăng. Cái này cũng tỉa kiểu cũng xịt bôi bôi một tí rồi. Xe đẹp, xe chất rồi. Dọn dẹp. Nói chung xe cũng dọn dẹp rồi, tí rồi. Đấy thôi em chiêm ngưỡng quay Thái nhá, để sập ra này. Anh em cứ hoài cổ thôi chứ còn dòng này không đi cũng hay phết đấy. Dòng này chạy hay hơn gym nữa. Dòng quay Thái chạy mướt chạy lắm. Bay hơn gym nhiều. Mùa luôn. Ai nó kiếm cái con để nó cứng như này nó cũng ít. Thang Hoàng, anh 10. Đôi bàn tay vàng trong làng cho xe đúng rồi. Anh. Đúng rồi, anh 10 anh gọn nó đẳng cấp. Bởi vì anh ấy tâm huyết suốt ngày ăn xong bật đèn nó ngó, ngắm. Đấy đồ chơi đồ nghề. Anh dọn xe anh mất phải 2 ấm nước mới dọn xong cái xe. Đúng rồi, đúng chính xác ấy. Anh ngồi anh tần mẩn. Gần như tần mẩn. Anh nói chung là anh cũng đam mê anh mới dọn được như này. Sóng gió anh Kiên 40 hơi cao, ôi Thái giờ xuống rồi, đấy, khác chỗ đấy. Sóng gió con anh 10 này phải lên like lần thứ 5 rồi anh chưa xong. Nói chung là đã cầm này cảnh nứt vỡ đấy. Cảnh nứt vỡ rồi bán thôi, nhưng mà có gì nhá. Thế bảo anh 10 chào Phùng Quốc Tình, chào anh em đi.
Chào anh em nhá. Lướt vỡ rồi lên bán xe nhá. Hiện tại đang có 450 anh em đang xem. Hôm nay đi mà không bán về mà chết. Trời, em lại nhầm. Thôi cứ thống nhất em giả anh 4 buộc. Cứ giải quyết 4 buộc là mua thì đã điếc luôn, chết cũng mua. Không quan trọng. Không chết đấy. Đâu. Chết cũng mua. Anh nói chú cái loại xe này anh hiểu mà. Ngoài là lỗ thích lỗ cắt lỗ bán, nhưng còn loại xe này là anh hiểu. Anh nói chú xe này là em còn lỗ 10 triệu còn. À cái đấy là bình thường, buôn lỗ là bình thường. Đấy thì anh lỗ thì lỗ gần 10 triệu thôi. Em mà giả giá 40 là lỗ hơn 10 triệu cơ. Hôm nay ngắn gọn nhá. Rồi. Quyết định hôm nay thích là bán mà là đang làm cũng lỗ rồi. Rồi. 42 triệu còn không. Bớt 1.000 thì thôi. 40. Bán em 40. Em mua một phát cho xong, bán mẹ 40. Bắt tay 40. Bán đi mai để hết cơ, em hạ like phát là lại ba mấy, ác ở chỗ đây không dễ đâu. Thôi anh để đúng được. Ôi đằng nào nó nát rồi. 35 được cơ mà. Đằng nào nứt vỡ nó nát rồi. Đến lúc em anh em mình chưa gặp nhau phim chờ để 35 anh vẫn bán 55 triệu. Tính nói chú biết. À mình bẫy chuột nó khác đây mẹ đúng đúng. Đây bán cho anh em thợ. Nói sao ông đứng giữa bàn tân dân thiên hạ này ông bẫy làm sao được mẹ toàn người khôn của khó. Anh mua phim chờ 1 có vạn cây để 35 đấy. Có con này chắc là ôi 2 triệu thì bán em mua cao rồi. Anh nói chú đây này, nó lỗ nhiều quá, lỗ ít anh cũng. Thôi 41 triệu, em mua. Đừng bớt anh 1 triệu. 41 con lọ con kia, chú phải lên tí mới nói. Tất cả các xe bây giờ lên đây anh chỉ bán với em thôi. Anh em ở ra lên chợ rất nhiều người đòi. Nó danh dự con OS hôm qua, nhiều người giả anh 13 triệu không bán, anh bán với em 12. Anh nói thật. Giả anh, nhưng mà nó mua không vấn đề. Anh 35, bao nhiêu năm anh bán xe ở trên chợ là rồi chú cũng hiểu. Đúng không? Chú làm cái này thôi anh em mình kết hợp thôi. Rồi đúng rồi, kết hợp. Còn bán Khánh Vi à, mấy em ơi Thái này giật mình. Đúng rồi, 40 triệu đây, anh đang bảo 42 triệu này. Tôi cưa đôi 41 triệu. Anh để cho em 41 triệu. Bán mẹ à, gì thật. Anh càng để về chị nói cho chị bảo. Anh cầm trực hết. Anh cầm trực hết. Anh cầm trực hết. Anh cầm về. Không phải vì 1 triệu như anh em con lọ con kia. Em lên đấy là thoải mái. Rất nhiều xe. Đấy. Anh là thằng chuyên đi xem xe đẹp rồi. Rồi con này đẹp hơn. Hôm nay nó cũng đẹp mà nó đẹp. Chắc toàn thợ sửa chữa đấy, thợ toàn chạy rồi. Kỹ thuật trưởng ấy. Em đi thử chưa? Rồi thôi. Đã bảo em chạy đi. Ok, em đi thử đám toàn. Toàn bỏ đi ngon anh mua. Ok. Anh đảm bảo. Chốt cho anh 14 2 triệu con này nhá. Nó thật ra anh em Em nào cho luộc con xe này thì nhớ cái nhá. Luộc cho cái nhá, lỗ gần 10 triệu nhá. Ok. Anh vào anh làm giấy đi. Thật ra thì những anh em nào mà nghe có vẻ ảo tí thì thông cảm. Luộc của anh em về. Xe này dành cho các đại ca nào dài khờ nhá, nó là Uây Thái. Máy zin, nhũ zin. Sơn đồ sơn này thì có anh 10 anh có sơn, tỉa tốt rồi. Mà sơn tỉa tất cả bộ nhựa theo xe hết. Nhựa theo xe. Tất cả là đồ này theo xe hết. Tem thay cũng là tem xịn nhá, tem thay tất cả là zin hết. Tem zin ấy. Nhưng độ dọn, ông có thể quay vòng cho con một lần nữa. Cần phanh cần số nó bọc gang bóc ra nó như mới luôn. Cần phanh cần số nó bọc gang anh bóc ra. Quay vòng rồi cũng ở lúc rắn lắm phải lên đường. Trước anh đòi 55 triệu con này khốn khổ, mình vất vả toát mồ hôi khiếp. Rồi nói chung là các anh em rồi cũng rắn mãi đây, đêm dài lắm mộng đây. Một loạt này rất đẹp, nhìn vuông máy càng nét. Không ai mình mua là 42 triệu nha, cộng anh em 3 triệu. Thật sự ra những con xe này thì thôi anh em thông cảm là nói chung là ai vừa miếng thì mua thôi. Cái này câu chuyện là nó nói chung là mình mua một chiếc mình đi mình cũng đừng có tính gì một vài triệu. Thực ra là mình thật sự ra xe này để thẩm định quá chuẩn rồi. Ngon đúng không? Đấy. Toàn là thợ kỹ thuật nhá. Em nó là thợ kỹ thuật trưởng cho mình nhá. Bán em chuyển ra bán xe cho mình nhá. Đăng ký ngày sớm lắm, mùng 1 tháng 1 2001 thế này. À mùng 1 tháng 1 2001. Đăng ký mới tinh. Số khung máy trùng nhau đấy anh em, nhìn số khung máy trùng nhau này, riêng Uây Thái nó số khung máy trùng nhau này. Rất đẹp. Đấy. Không phải xem, nó xem kỹ lắm, anh xem kỹ lắm rồi. Ok em ạ. Xong chưa? Con này xong chưa? Em. Cảm ơn 466 anh em đang xem nhá. Ok, Võ Anh Võ Cường, Nguyễn Tiến. Bán đi Hà Nội mà kỳ kèo thì ok, nói chung là kiểu cảnh nó thế thôi. Khánh Vi ok. Gặp mình thì tất cả anh em đều phải xuống hết. Tất cả các anh em
Ngày xưa mình đi tán gái tất cả các cô nào sinh mấy sinh cũng gặp mình cũng phải gục hết giải quyết. Những em sinh thì gặp mình thì gục hết. Đã sao vậy Thành Nguyễn? Thời thanh niên mình xấu trai đi tán gái toàn đến những cô đẹp. Đã cứ phải kiên trì gục hết tất cả các em, không em nào thoát được tay mình. Đấy em ơi, ông có thể quay cho con vào đây. Toàn đây em giới thiệu cho anh một tí thế này đi. Đấy em giới thiệu một chiếc này cho anh. Xe này là xe Avlet đời 2011. Máy zin. Vâng anh ơi, mua 42 rồi cộng 3 triệu nhá. Ôi thấy. Rất là đẹp đấy. Mua 12 triệu. Mua 12 triệu đi. Mua 12 triệu cộng 5 triệu 7 nhá. Một chiếc. Đây ông anh chủ xe đang trong nhà, để em đổi Vision cho ông anh. À chủ xe đang trong nhà. Vâng. Đổi xe Vision thôi. Đó. Đấy em thôi. Đấy. Em kiểm tra máy gì nữa? Máy gì này? Máy gì nữa? Em soi đây, soi. Đúng rồi, chính xác em xem nhá. Máy gì luôn. Em mua mà. Ok. Em cứ tắt máy đi, các em cứ tắt máy đi. Đấy tiếp theo con này. Con này mới về đúng không? Mới về. Em giới thiệu như con này đi. Trần Thái Sơn nghiện gom thôi. Ôi, nay lai lai hơi muộn đi, Trần Thái Sơn ơi. SH150-2016. Màu đen. Trịnh Điệu. Trịnh Điệu ơi, Dung nay giải quyết việc nhé. Nay xin bảo giờ em nay nhắn tin xin bảo anh kia cho hôm nay nghỉ một hôm lai. Đang hơi hổ của bộ này. Hơi hổ của bộ đó. Con này máy xin 150-2016. Xe đẹp đấy. Em đổ máy đi, đổ máy các thứ đi cho anh xem. Bên cạnh là một bạn đang bán một chiếc Vision. Anna đang đàm phán. Đấy, đang đàm phán. Rồi. Biển số là 29X329815. Ừ. Đây mình mua trực tiếp chính chủ luôn nhá. 150-2016. Vừa mới mua về nhá. Con này mua hợp lý thôi, mua có 59 triệu thôi, 150-2016 nhá, mua 59 triệu nhá. Đấy hợp lý. 59 triệu cộng cho anh em 2 triệu rưỡi rồi nhá. Cộng cho anh em 2 triệu rưỡi một chiếc SH150-2016 khóa smart key chưa dọn dẹp gì. Xe chưa dọn đâu nhá. Chạy 2.9, xe này mình mua trực tiếp chính chủ luôn nhá. Đã được cái 150. Đấy, đây 150. 150 cho 125 trên nhau 10 triệu ấy. Con này sao? Xe em vừa mua sáng. À xe này vừa mua, em giới thiệu luôn. À đã mua xong con này rồi. 23 triệu. Ok. Đây sao? Đây từ em ơi. Em ơi, xe chính chủ thế này em à? À không, anh em không quay em. Ờ em vào với giấy đi. Thế bán cho anh bao tiền? Em gái. 23 triệu. 23 triệu. Xe chính chủ tên bạn ấy. Đấy, ngại bạn gái, bạn ấy hơi thẹn thùng tí. Ông bạn trai đi cùng à? Vâng, em chồng. À chồng à? À. Thế thì Thanh Xuân. Thanh Xuân anh ạ. Ờ Thanh Xuân. Na giới thiệu luôn đi, Na vừa mua chính chủ ấy. Vâng, chiếc này em mua chính chủ của em Nga nhá. Xe này là 2018. Chưa bắt được bắt tay ông em chồng ấy, quan trọng là ông này ông quyết định bán này. Em có xem like không? Em có xem đi thẳng ở đây luôn. Em chào các sếp trên này đi. Em chào các khán giả nhá. Trên em, đường em, like mà em, hai em chồng xem like của anh mà. Em tên gì ấy? Em tên là Lê Tuấn. Em có thể bỏ khẩu trang. Ok. Ngại lắm. Thế xe này của em thì đi ngon không? Ok, ngon luôn. Tại vì xe này trước Tết khoảng 20 Tết là em sẽ thay má phanh trước và sau, thay lại côn mới, dây côn loa mới, tất cả đợt mới hết rồi. Đấy. Em mới đi bảo dưỡng hôm trong Tết, nhưng mà bây giờ là bị điều chuyển công tác vào Quảng Trị, nên là mới bán xe này. Công tác em còn Quảng Trị vào Quảng Trị à? Vâng, em đi vào hôm đấy. 40 triệu. Xong cái cỏ non thành cổ ấy, anh ngoài tầm anh vào đấy đấy. Ngoài tầm đấy, cỏ non thành cổ ấy, tầm đấy thì... À, mua 42 triệu. Nếu như mà mang vào cũng được thôi, tại vì ôi. Em bán đi là tất em thấy lúc anh Tháo bảo là dưỡng lại anh sẽ biết, tại vì của em có gì mà em bảo thế. Tại vì đó thay lại thứ nhất là côn mới này, dây côn loa mới này, má phanh mới này, trước cả sau thay dầu rồi này, thay dầu láp rồi này, tất tất đợt đều mới thay hết rồi. Có tháo ra rửa máy lau biên các thứ, rửa máy mổ máy ra tháo thay lại vệ sinh gì nhỉ?
côn, thay côn, côn mới này, côn hoa mới này. Anh mời lô 6 triệu này, thay đồ lắp này. Tháo biên ra rửa nha các thứ rồi tháo hơi ra xong mang các thứ rửa sạch trong lại lắp vào đúng không? Chắc là bảo dưỡng kiểu đấy đúng không? Hay lại cả tất đấy anh kiểm tra tháo ra phát là thấy mới luôn. Nói chung là tháo ra để biên bủng ra tháo ra tháo bi ra để rửa xăng sạch sẽ xong lại lắp vào nhá. Hay chỉ cần chẳng rửa sinh qua là như mới mà. Ok. Ok, cảm ơn em nhé. Ok, anh cảm ơn em đã để cho anh những chiếc xe yêu quý cũng từ năm 2018 đến nay nhỉ? Vâng. 2018 đến nay. Con gái đi ít lắm. Từ khi lấy em thì bắt đầu đi xa rồi. Thế có ai, có hữu? Xem rốt à? Có ai hữu duyên thì... 28 đấy. Bán nốt không em? Lúc nào bán cho anh? Đời 2010... Đời 2013. Mua là 23 triệu nhé. Mua bạn. Đang có giá 18-19 triệu chưa bà? Mang đây chị mua cho. Ok, Na giới thiệu cho anh nhé. Na giới thiệu. Vâng. Ok, để cho anh giới thiệu cho anh em. Mua là 23 triệu nhá, cộng cho anh em 2 triệu. Đấy, anh em thật mua sự ra 23 triệu, 2018 đen sần. Anh em hưu liền. Mua cho mày nhá. Đây để chị lại. Mua 2 triệu để em lấy lại cái thứ. Để cho em một chú em nhận mấy cái tinh tinh này. Rồi đấy, em bớt lại chìa khóa xe cho chị được. Đây nhá, chiếc xe này xe chính chủ của em là Thanh Xuân nhá. Thôi kiến là nói quá như nhìn mặt bán hàng rất có duyên. Chúc anh Kiên toàn năm. Ok. Ok, lùi xong tiến nhá. Còn 2 chìa khóa đầy đủ nhá. Đây 2 chìa khóa, một chìa này chưa dùng này, một chìa này em mới dùng rồi này. Khánh Vy. Xe này về anh mời anh lô 6 triệu con này đấy. Đấy. Nói chung là ngon. Về bây giờ chỉ có bảo dưỡng cộng 2. Cộng 2 triệu. Cộng 2 triệu. Đây bên cạnh đây là một chiếc xe SH này. Đây, đây giới thiệu mấy con này cho mấy anh em đang bán lô hấp giải quyết. Anh em có đại ca nào phụt sơn phụt sủng nghe không ạ? Mùi rau thơm rau mùi quá. Chiếc này SH1 bản CBS 2021 nhá. Con này là xanh tím. Thanh cao quay thái giá căng thế. Nói chung là phải mua, anh em muốn mua xe quay thái đẹp thì phải hơi dài khò tí nhá. Em nhìn màu xanh. Nói chung là đã bảo là khôn ngoan thì không có xe ngon đâu. Mình phải hơi dài khò tí. Đôi khi mình phải làm hơi khờ dại một tí thì mới là chủ nhân của nó. Đấy. Không cần đâu. Xe này chạy 1.8 anh ạ. Trước con quay thái anh 10 giờ anh đòi 54 với 55 triệu ấy. 55 triệu. Bây giờ thì thôi, bây giờ anh bớt con Lộc cho em Kiên 13 triệu. Đấy. Là còn 42 triệu à? Đấy, hạ Lộc để cho anh em chơi. Chạy 1.800 cây. Cái hôm đầu tiên anh lên đây anh bảo là 55 nó cứ nhảy anh ra nó lấy anh bán. Nháy, anh cứ nháy nó anh tí anh cho em cờ xanh là xong ông nháy tính anh rất đàng hoàng đúng không anh đúng rồi. Anh đi trao xe đó, ông nào mà khôn nhá này anh cứ bán anh đóng rồi ngập đinh luôn xong bắt đầu anh ra anh thò em tờ xanh thế là em vui tươi ngay thế thôi khôn một tuần nữa con ép thái xuất sắc rồi ép thái đẹp lắm mua được ép thái anh ơi chiếc ok anh lấy không để anh để cho tập trung chiếc này nhá. Xanh đen 2021 chạy 1.800 cây, xe không xước phát gì, như mới, hai gương hai chìa khóa còn đầy đủ này. Anh Kiên báo giá con này, con này em nhớ giá không? Em không nhớ giá. Hôm qua vào con mới nhá, SH1 nhá, dòng này là, nói chung là giữ giá lắm, chưa xi nhê gì cả, chưa mòn nhá, tay phanh chưa mòn, lốp đây, lốp còn dâu này, chưa có giá nữa, cầm dâu gì đấy. Em ơi, vào báo anh giá xe này vừa mua cái. Vừa mua 57 triệu. Mua 57 triệu rõ cao đấy. Mua 57 triệu con này xe đẹp ấy, nhưng mà giá thợ cao ấy. Con này chắc bán ra 57 triệu nhá. Cao ấy bán mua 57 bán con này thì thôi bán 57 thôi chứ còn 1.800 thì thôi xác định thôi không lãi lời gì con này nhá. Đấy mua 57 bán 57 rồi các bác đừng bớt của em nhá. Mua để anh mua thì bây giờ có 55 chứ còn mua 57 chết cả. Đấy mua cao để bán hòa đấy. Bán hòa nhá, con này bán hòa nhá. Anh em chia sẻ bài mình cái chạy 1.800. Mua 57 triệu thôi. Bán hòa. 1.800 cây chưa hết nốt đa nhá. Xe mới xe dành anh em nào không hộ khẩu Hà Nội nhá, anh em đừng có so sánh giữa xe mới với xe gì. Cứ không hộ khẩu Hà Nội và thứ nhất là có xe đi sẵn sàng đi luôn. Đấy. Mua 57 bán 57 trên tinh thần phục vụ thôi nhá.
cụ Nguyễn có con E21 này được quả đuôi hơi bị bướng xếp dễ. Ơ đúng rồi, anh em nó ngoài Bắc mình thần tài mà. Em xin đọc biển số 29SC206013. Nói chung là 4953 mới lo chứ còn nói chung là tất cả mọi cái là thần tài không vấn đề gì. Dành cho mấy các anh em nó vô sư vô sách đấy. Nhiều lúc nó có phải là ai giống ai đâu, ai cũng đi theo Phật giáo, ai đi theo Tây rồi. Cụ Nguyễn chiếc SH này mới. Tuấn Anh Nguyễn ơi, giời ơi, ôi Thái cộng có 3 mà cộng 2 ít quá. Tuấn Anh Nguyễn ạ. Tuấn Anh Nguyễn ơi, nhắm mắt vào số tiền đi, nghĩ là cái gì. Ông 10, ông anh 10, anh lỗ 6 triệu đấy. Xác định là thợ và lỗ. Bây giờ mình cứ dại khờ đi, vấn đề đâu mình mua cái xe mình đi vài năm, nghĩ là cái gì. Chiếc SH này 2022-150, màu đen sần, CBS. Rồi. Biển số là 29C194675. 2022 thì xe này chả có lỗi lầm gì cả. Có bác nào thích thì cứ dắt về đi thôi. Con này mình bán 108 triệu nhá anh em nhá. Lốp này, dâu này. 108 một con đen sần đấy nhá. Mới tinh, new. Chiếc này ABS đấy mọi người ạ. 4.000 cây. ABS 150 2022 nhá. Yeah, mới thì nói chung là mới này, ông quay rất mới. C Hoàn Kiếm nhá anh em trai phố nhá. C Hoàn Kiếm luôn được ưu tiên ở trong các bảng số ABC là C là vẫn là đứng đầu. Chiếc này là ABS 150 ABS đen sần. Thôi. Đây à, vâng. Rồi anh bán xe này ấy. Không mua của nhà mà. Vâng. Vâng, bây giờ anh bán lại chứ ạ. Đấy bán. Rồi. Em cài cái. Bây giờ là anh báo 30 thì mình trả 2. Thôi thôi, anh không muốn xe quay thôi. Ok. Giả 28 đi. Anh về anh dán đi lông. À ừ, anh cẩn thận nhỉ. Ừ, được biển P. Thế thôi, thôi lùi đi. Anh ơi, ông anh ơi, cưa đôi giải quyết 29 cho anh em mình tình thương mến thương. Anna đúng không? Thôi rồi, ok, cũng xong. Ok, em mua cho anh 30 triệu nhá. Chốt xong 30. Anh em tóc không nhìn ông anh tướng tá này trông dân giàu có đấy. Nhìn dáng là biết đấy nhỉ. Trông dáng này toàn các đại gia đấy, đại gia chơi gym. Đại ca giấu mặt muốn lên 6. Đại ca giấu mặt muốn lên 6. Đấy, một chiếc xe gym này mua 30 triệu. Đấy cũng muốn mua rẻ nhưng không anh em. Ông để quay một chiếc xe này mua anh em 30 triệu con gái. Trong Tết là ông anh ấy vào là 34 triệu của mình rồi. Đấy. Bây giờ là anh ấy thôi cũng vui vui vẻ bán lại 30 cũng xong. Mua luôn. Đấy như nhịp 2 là thôi anh em. Cắt giữ rồi đến hôm nay lại mang ra bán lùi. Ừ, không sao, chuyện đơn giản. Mình là dân chơi. Biển số 29B161035. Mua vui cũng được một vài chống canh. Chuyện nhỏ bỏ ra mấy triệu đại ca Hà Nam chơi. Đại gia Hà Nam thì mình bỏ ra vài triệu mình chơi chứ chuyện nhỏ mà. Đơn giản. Mua 30 triệu cầu nha anh em. Con này 30 triệu. Vẫn cứ êm như ngày nào nhỉ. Anh mua về anh cắt đi thôi. Cầu cho anh em 2 triệu nhá. 30 cộng 2 nhá. À, mua 30 triệu cầu nha em 2 triệu một chiếc xe Jim này. Sao đầu máy bao nhiêu? Đầu máy 167 đời 2013. Đây đầu bò rất đẹp. Được, ra con điện được, lượn nóc được. Không phải gần những người xuống thấp luôn. Nóc, ui giời ơi, nóc vẫn còn tím lịm, vẫn còn tím lịm nha anh em, vẫn còn tím lịm đấy. Đấy máy vẫn thì thầm mùa xuân đấy, vẫn nổ đấy, vẫn nổ. Khánh Vi ok, thút thít luôn. Ok, chuẩn bị nghỉ rồi Khánh Vi ơi. 30+2 nhá. Đại ca nào muốn sở hữu em nó thì đặt cọc cho em nhá. Biển 29B161035. Cụ Nguyễn nhìn em Hoàn Kiếm đứng cạnh khác hẳn sếp ạ. Ờ đúng rồi. Đây còn Toàn này giải quyết con nào. Toàn sao là ghẻ lỏ khác nào này. Bán bao nhiêu? Bao tiền. Toàn chào anh em lên trên này cái nào. Chào anh em nhá. Toàn này đây này xe đẹp cũng có mà cái con này cũng hơi loát loát kìa. Mua xong thì để cho anh mua xong. Tiến được kia. Dọn dẹp gì đâu. Con này biển B Ba Đình nha anh em nhá. Biển B Ba Đình mua 30 triệu bớt cộng 2 triệu này. Đấy. Em phải ra gọn vào chứ.
Đây toàn con này rông. Xe chất có thì kẹt hết kim. Loại lọ loại kia. Hoàn cảnh lắm, nhìn nứt vỡ chán lắm đây này, kẹt hết cả kim. Thế đài kim đang chạy 80 km/h. Vừa bóc đi lông ấy. Vâng, vâng, em cảm ơn anh nhá. Sức khỏe, làm ăn tốt nhá. Vâng, vâng, em cảm ơn anh nhá. Hôm nào em sang Nga nhớ đón em nhá. Anh em, em sang bên Nga. Đón em. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Vâng, anh đi may mắn nhá. Chụp ảnh nhá, chụp ảnh nhá. À? Chụp ảnh, ok rồi. Mấy anh em Việt kiểu Nga là sao? Vâng, chào anh nhá. Vâng, em đến được. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Ở đây ngó cái xe. Vâng. Anh lấy xe xe à? Anh các bác từ đâu qua đấy? Chắc là sai à? Anh sai. Và xin mời anh trong nhà. Anh chào các sếp trên video kia đang live. Anh chào cả nhà đi. Rồi đấy bà. Dọn dọn. Anh Đinh Gia Hưng ơi, chia sẻ bài và anh liên hệ thẳng vào video đang phát trực tiếp nhé. Phải alo chứ em cho tài số tài khoản. Tài khoản em là 6252818 nhá, nhưng mà tài khoản chi tiết là sợ là ấy đấy. Tài khoản Hoàng Trung Kiên 6252818. Được cái máy chất lắm anh. Đó là nhớ về điện thoại nhá, anh bắn vào là đèn cọc là em không đèn đâu. Nhớ về điện vào cho máy. Nhân viên đồng ý cọc thì mới anh mới cọc nhá. Số tài khoản duy nhất chỉ có 6252818. Đấy. Ba tiền toàn. Để cho anh 13 triệu. Trông lạc nhạc quá nhỉ. 26 mà anh. 13 triệu. Con này nó sắt đồ sắt đồ xấu thôi. Nhưng máy chất đấy anh, máy zin chất chính chủ. Sơn nhựa dán kim nông em vừa bóc. Rồi. Nói chung anh em mình hôm nay lên đây chơi thôi chứ còn mua bán gì con này. Nó lát. Được mỗi cái máy rồi nó lệch chất càng đủ thứ. Lại cho anh. Máy nó đại chất anh. 11 triệu, 11 rưỡi. 11 rưỡi. Mua trả được anh. Không mua được, em mới gọi. Ok anh, cảm ơn. Okay. Chắc thế thôi. Em mình câu cho nhanh. Có bán không? Không được. Ờ, thế thôi. Em mua hơn. Lòng. Ừ, mua hơn em về em dọn. Mất công. Có lại được okay 2 nhá. Triệu. Không. Em làm 2 lít độc. Không, thôi. Anh ạ. Trẻ lọc nhát em ạ. Em còn gì nữa. Em còn chất. Chào một tuần nữa gặp lại nhá. Một tuần nữa xong. Anh chào các anh em trên này như thế này phải chào như thế này. Chào anh em kiểu Hà Kiệt nhá. Cũng... triệu, anh em nhớ nhá. Ôi lại lỗ 6 triệu. Nhớ bù nhá. Ừ. Ôi 47. Thôi rồi em mua 18 mà nó dối kia là gì đâu. Sườn. Sườn lắm em ạ. 26 sơn nhựa nó không phải làm một cái gì. Sườn lắm. Kiểu mỗi đời 26 trồng lắc nhá. Máy nó đại chất anh. Trồng mẹ vừa bèo vặt tép đấy. Một triệu nữa bảo 3 triệu không bán được. Hoàn cảnh lắm. Nè. 47. Thôi em diễn thì anh không lấy. Thôi nhá. Cảm ơn anh này vẫn còn 364 anh em xem. Thôi đón lại 18 mẹ đi. Em mua 18 nó dối kia làm gì đâu mà. Em làm có 2 lít lọc thôi, không làm nhiều sáng ra. Để nhẽ không mua. Luôn cái máy nó đại chất. Đây. Hơi phí anh. Ừ máy gì. Máy nó này thì đại chất. Vô nó hơi xấu thôi nhưng mà bắn cái loại này vào. Ok, chốt cho em 12 triệu. Chốt cho 12 triệu. 12 triệu nhé. Ok. Chốt 12 triệu cộng 1 triệu nha anh em nhá. Quay máy nguyên 2016. Nói chung là về phải dọn dẹp mất khoảng mấy trăm. Ai vừa miếng thì mua thôi. Dòng này nó gạn, nó không còn cái kiểu gì nữa. À ok. Đào tí chuột nhá. Khánh Vi. Sao? Anh ơi, bây giờ xe mới giờ nó có 28 triệu. Mới tinh 22, 28 triệu. Ôi, hoành. Vâng. Trước là mua con radio. Vâng. Bán cho vị hai con, một con zin, một con led. Vâng. Vâng. Sếp nào sếp bán nhẹ nhẹ tay thôi chứ.
Sếp bị là có biển mới trong này chưa dùng này. Xe này tên của sếp hay là của ai đấy? Có tên tôi luôn. Tên anh à? Tên anh ngày xưa anh mua 29 mà anh đi mấy năm rồi anh vẫn bán 28. Đấy 18 anh đi 5 năm rồi anh vẫn bán 28. Không bán ở đâu. Bọn em mua trên này anh nhá. 3,4 rồi. Anh cứ xác định tầm dưới anh lùi khoảng buộc không? Dưới 20. Đây. Đây bác gì? Rồi bác ơi bị lạc lá thật. Không phải làm giá. Anh xác định dưới 20 thôi anh em mình gặp nhau chứ còn. Thì đâu? Mang xe ra bán cho vị rồi định biết rồi đấy có gì nữa. Vâng. Nói chung là mua đây bán đây không phải. Một lúc anh đi cùng cũng biết xe máy ở kia thật đi quá. Nhưng anh cũng chịu khó. Anh em đi chơi ra đây cũng biết mình thế này thật. Dưới 20 thì anh em vào việc. Không được thôi nhá. Dưới 20 thì chúng ta vào việc. Không chung kết được. Loại này ông ra cửa hàng cũng phải lỗ mười mấy triệu. Còn nay ông lỗ 2-3 triệu thì người ta mua xe mới hết. Không ai mua xe cũ làm gì đâu. Ok, vẫn còn 360 anh em đang xem. Có bây giờ anh thấp nhất anh bán khoảng bao nhiêu? Nói chung là lùi ít thôi. Thôi lùi ít thôi. Thì anh ra đây anh chơi có giao lưu cái gì không? Anh giao lưu với chị Thoa. Kết chị Thoa. Bà chị bán hàng hay chị Thoa đeo lúc nào đeo thẻ đây, nhân viên bán hàng hay. Đấy, nói chung là tầm nào thì tuổi đấy nó hạp. Đấy hai anh chị chuyện trò cho nó tình cảm nha, khách giữa khách hàng mới là bộ phận anh em nha. Tiếp khách cho nó. Rồi bây giờ chỉ bán hàng thôi. À rồi. Không bán được là khẽ luôn. Ừ. Đức Vương. Ờ đúng rồi Đức Vương ơi, cào lắm. Đây mic đây, anh cào cào. Thôi em cứ thôi thống nhất này nhá. Em mới biết giá anh 19 triệu. Không. Thôi cứ thế. Bác có giận em nói. Nói chung là nếu dưới 20 thì không. Kệ thì bác cứ dặn em nói, mình không nói thì mình không nói. Ừ, yêu thì mình phải nói yêu, mà không yêu thì món điều nói một điều cho xong. Mình ý mình muốn cái gì mình cũng phải nói. Đấy ông anh cứ cân đối đi, 19 là ông em cho trôi. Đấy là lúc nào em đi cầm tu Hoàng Kiên lúc nào cũng đón tiếp bác vào viết giấy. 27 nhưng mà đối chuẩn ra 24. Không được. Còn em bán ra là 21 thôi. Xe của anh phanh cơ, à phanh phanh nan không có giá trị. Đấy. Không sao anh nhỉ. Nhiều lúc nó hơi mất thời gian vì trong nhà rất nhiều xe nhưng anh em không kịp like, chắc là chiều nay like thôi. Chắc là muộn rồi, cũng xin phép mình cũng đi vào nhà xong là giao lưu có cái xe nào thì ấy thôi. Ok em cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh nhá, luôn tín nhiệm em nhé. Chị Thoa nhé, báo 20 hoặc là 19 hoặc 19 rưỡi hoặc là thế mà lên xe siêu đi. Mình đang càng anh cứ tâm sự với chị Thoa đi, xong rồi có gì thì lại ra. Ông anh vẫn mua được là mua luôn rồi thôi. Ý là 20 là ông anh có trôi không? Chẳng hạn 20. Vẫn chưa trôi. Vâng, thế thôi. Đấy cũng quý anh lắm, không xong phải chịu rồi. Ok, đây một chiếc, đây một miếng dòng xe ấy, đây vẫn không quên giới thiệu một chiếc xe GTS này nhá. Em giới thiệu đúng một con GTS này. 2022 nhá, để làm một video riêng cho nó. Em na giới thiệu nhanh. Chiếc xe này là GTS 2022, biển số 29F163159. Xe này thì mới đừng hỏi, hai chìa khóa còn nguyên này, điều khiển vẫn còn nhé. Đây, hai chìa còn nguyên này, chìa chính, chìa phụ, điều khiển này. Nguyễn Thế Dũng. Màu đỏ dành cho anh. Nguyễn Thế Dũng ơi, con 30L bán rồi nhá. Đây em nổ máy nhá. Lòng Nguyễn Văn, bà Tổng ơi, tí giải quyết hộ. Đeo cái ok. Anh ơi, anh xe báo. Anh Long Nguyễn tí. Con này mình bán là xe bản 2022 nhá. Xe này vừa chủ xe vừa mua được một tháng, mình mua lại nhá. Không còn gì mới hơn đâu, không có một vết xước nào cả. Không thể mới hơn được nữa. Xước nhỏ cũng không có. Ừ. Ủa chưa? Này, thì thôi giả anh đang đăng ký, tí nữa thì quên nó đăng ký. Không còn gì mới hơn, không còn 77 gì triệu anh em nhá. À, mình bán 77 triệu.
Em lấy xe gì ấy? À lấy ly à? Lấy ly với ly à? 77 triệu. 77 triệu cho một chiếc GTS này nhá. Ừ. 2022 màu đỏ. Đang là muộn, còn rất nhiều cái dọc xe trong nhà mà trước kia đi. Em đợi từ sáng lấy cái con đấy. À lấy gì? Em đợi từ sáng đi từ Hưng Yên lên. À. Đợi để xem live. Anh em lấy con nào đấy? Lấy con Jim 32 triệu chiếc vừa nãy. 32. Có con đấy hôm nay đúng không anh này, anh chờ từ sáng từ của sáng, công. Thành quả đẹp quá. Ừ. Nhưng anh ấy để lại cho con quay sáng chuột đẹp lắm anh em nào cũng. Ừ, thế anh giới thiệu luôn con sáng. Giới thiệu luôn con sáng đi. Mua toàn 12 triệu. 12 triệu của anh Toàn. Đây một con ôi vừa mua đổi ở xe Jim nhá. Anh giới thiệu luôn con màu sáng. Anh giới thiệu một tí đi. Ok, xe đẹp lắm các bạn ạ. Đây các bạn nhìn cái sơn zin này. Vẫn đang quý xe, vẫn đang chưa về. Vẫn đang anh em vẫn đang quý xe. Vẫn đang đếm tiền. Anh em vẫn đang ở khu vực chùa Hương 2229 này. Zin các bạn nhá. Mỹ Đức. Mỹ Đức quê hương tôi. Máy chất. Chùa Hương này hơn các đường anh nhá. Hả? Giả sử. Hôm nay mua bao nhiêu? Khách đang chốt là 13. À. Khách đang chốt 13. Bán 13 triệu. Cái này 13 triệu 2015. Đấy. Chất. Tức là mình mua rồi hay là mua rồi. Tôi mua rồi. 13 triệu 2015 ấy nhá. Mua rồi. Máy gì nào? Con này gãy mất tay phanh nhỉ? Để thay mất tay phanh nó mất mấy chục. Máy gì? Ui, đầu bò đẹp lắm. Sơn cũng đẹp nữa. Ui, đầu bò đẹp lắm. Nhìn đầu bò chất luôn. Sửa. Đồ đẹp nhỉ? Đồ đẹp. Đấy. Mua 13 triệu nhá, anh em quan tâm đi 2 vạn. Quay xám lông chuột. Đấy. Đấy, chủ xe... Đây, nắm hơi đầy đủ. Đây. Yên này cũng vừa thôi. Đây. Quả yên, chủ xe đang đổi xe Jim cho mình nhá. Đấy nào anh em quan tâm con này sơn Jim, máy Jim này, đồ đẹp lắm. Nói chung đi 2 vạn. Con này nhắc xám lông chuột này năm 2015 16 là đình đám đấy, đình đám. Có mỗi một đời này xong là hết sản xuất cái màu xám nhá. Rắn đời xe chót rồi cuối cùng ấy. Anh em rắn xe. Ê, xe bẩn luôn này, tăm nan nó vẫn còn sáng này. Ok, cộng nhau 1,7 triệu nhá. Mua 13 triệu cộng nhau 1,7 triệu. Nó thật ra con này quá đã đáng để mua rồi. Nhưng mà cuối live mình mua, mình bán để cho anh em gặp nhau cho nó ấy. Ông quay bên này 13 triệu cộng 1,7 triệu. Chưa bao dọn đâu nhá, anh em thay mấy cái tay phanh cái thứ thì mất mấy chục nghìn nữa. 13 triệu cộng 1,7 triệu cho một chiếc UA29H1 59269 nhá. Không đáng gì. Ok, mời anh em chắc vào nhà này uống chén nước xong là chắc là chuẩn bị cũng muộn rồi, chuẩn bị đi ăn cơm thôi. Cụ Nguyễn ơi, vốn mình mong ạ. Ờ, rồi ok. Em chào các anh em, anh em về đi. Lên Việt á. Ở chiều. Em vào đây ngồi em ạ. Ôi, màu lông chuột này đẹp quá, cụ Nguyễn. Ờ, đúng rồi, đây này. Nếu em đang viết đây bán chính chủ thế này mà. Không. Em đổi đúng không? Đổi. Chắc có biết like, biết video anh không? Có xem like không? Em biết em biết rồi. Biết rồi. Ông em mày. Đặt em đang bận là xem là được con xe biển 89 đấy. 89 hôm qua đặt cọc, thế là nhưng mà đang lái xe nên không đặt cọc được. Con 89 là con Jim mười mấy đấy á? Không, con đẹp ạ. Bạn chân nên là cái sau lại đặt cọc. À, con Jim Jim Thái. Jim Việt 2013, giá ni lông đốt còn. À, con Jim Việt đó. Mà mình chờ đến giờ này. Mời cả nhà uống nước nhá. Tương đối rồi. Mới lên thì khách đặt cọc. Nhưng hôm nay khách đặt cọc anh lại không lấy nhưng mà. Con nuôi này em đi ngon không? Được anh ạ. Em có thể chào anh em mấy em trên này tí. Vâng, anh em. Chào anh em. Thì ta đang có mấy trăm anh em vẫn đang xem. Ở hơn 300 mà rồi nó lên đến vài nghìn người. 430 anh em đang xem. Em tên Hợp à? Vâng. Hợp em ở Trường Mỹ Hà Nội. Ừ, Trường Mỹ, em ở Trường Mỹ. Ok. Ok, chắc là con này là giá cả là mình thỏa thuận đôi mái. Ừ, tính 13 triệu thôi. Ừ. Ok, chắc là muộn rồi nhé, mình xin phép mình kết thúc live ở đây nhé. Cũng chúc anh em một ngày luôn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Ok, em ra xa tay chào anh em đi. Chào cả nhà nhé. Hôm nay em chào các anh em trên này đi. Vâng, em chào tất cả anh em nhé.